Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Chương 186, lỗ lớn rồi. Cung Thanh Thành nhìn về phía thanh niên nói chuyện, ngay sau đó, một viên châu màu đen ở trong tay gã lập tức bắn ra ngoài. Bịch. Không hề có dấu hiệu gì báo trước, thân thể thanh niên lên tiếng kia nổ tung tóe. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải thay đổi sắc mặt. Cường giả thông u cảnh. Trong ánh mắt thanh niên giáp bạc nhìn về phía Cung Thanh Thành đã xuất hiện vẻ kiêng dè. Cung Thanh Thành nhìn đám người ở đây, thiên tài, yêu nghiệt, thứ cho cung mỗ nói thẳng nhé, không lên bảng võ một lần thì sao có thể được coi là thiên tài yêu nghiệt. Nói xong, hắn lùi lại tới bên cạnh Diệp Liên, hắn quan sát Diệp Liên trong giây lát, cô bé ngẩng đầu lên nhìn về phía gã, bọn chúng đều muốn đầu của ca ca ta, vì sao huynh lại giúp anh trai ta. Cung Thanh Thành nhếch mép cười một tiếng, dù đầu của ca ca muội rất đáng tiền, nhưng đó đều là vật ngoài thân mà thôi. Nếu như tương lai ca ca muội trở nên lợi hại, vô cùng lợi hại, vậy thì ta lời to rồi, muội có hiểu không? Diệp Liên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, ca ca nợ ơn huệ của huynh, vậy chính là ta nợ ơn huệ của huynh, nếu sau này huynh gặp khó khăn gì, ta và ca ca sẽ giúp đỡ huynh một tay, cô bé nói rất chân thành. Cung Thanh Thành cười cười, không nói gì. Thật ra gã không biết rằng cô bé trước mắt mới là thu hoạch lớn nhất hôm nay của gã. Lúc này Diệp Huyên chậm rãi đi về phía đám thanh niên giáp bạc, khi thấy vậy, sắc mặt đám người thanh niên giáp bạc hiện rõ thái độ đề phòng. Diệp Huyên chỉ vào đầu mình, đầu của ta đang ở đây, các ngươi còn chờ gì nữa vậy? Thanh niên giáp bạc đột nhiên nhe răng cười nói, vậy ta tới lấy nhé. Vừa dứt lời, hắn ta xông thẳng về phía Diệp Huyên. Đám người ở xung quanh hắn ta cũng bám sát theo sau, xông thẳng về phía Diệp Huyên. Mười mấy người. Tất cả đều là thiên tài đứng đầu. Đám người thanh niên giáp bạc đương nhiên không sợ rồi, một đấu một thì chắc chắn bọn chúng không đánh lại Diệp Huyên. Nhưng hiện giờ bọn hắn ta có nhiều người. Hai tay khó địch lại bốn tay. Tất cả bọn chúng đều không hề yếu, Diệp Huyên muốn lấy một chọi mười mấy người thì đúng là đã ngủ mơ giữa ban ngày. Ông đây tới rồi. Lúc này, một tiếng hét giận dữ từ phía xa truyền tới. Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn sang, người tới chính là Bạch Trạch. Khi thấy Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi không thể nuốt trôi được cơn giận này, đậu xanh rau má, có phải là ngươi lại lạc đường rồi không? Hiện giờ mới tới đây. Ở nơi xa, Bạch Trạch ngượng ngùng cười đáp, chạy, chạy nhầm hướng ấy mà. Mạc Vân Khởi. Tốc độ của Bạch Trạch rất nhanh, y một đường mạnh mẽ lao tới, gặp ai cũng tông bay luôn. Sau khi y tông bay một tên thanh niên, những người khác không dám ngăn cản ở trước mặt y nữa, cứ như vậy, y thuận lợi chạy tới trước mặt Diệp Huyên. Bạch Trạch nhếch miệng cười nói, tới rồi, chậm một chút. Diệp Huyên lắc đầu, đúng lúc lắm. Nói xong, hắn quay về phía đám thanh niên giáp bạc đang xông tới, ngươi đánh mấy tên hả? Bạch Trạch ngẫm nghĩ, sau đó dựng thẳng một ngón tay lên. Diệp Huyên gật đầu, vỗ bả vai hắn, can đảm lắm, được. Ngươi chọn 10 tên đi. Bạch Trạch trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, Kiếm Tiểu Vương và Cung Thanh Thành ở cách đó không xa đột ngột quay đầu lại nhìn về phía một cái cây khô ở bên phải, có một thanh niên đứng chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên cái cây khô kia. Khi thấy người thanh niên này, cả hai người đều nhíu chặt mày. Kiếm Tiểu Vương rời ánh mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm, không ngờ tên này cũng tới. Cung Thanh Thành trầm ngâm vài giây, vậy chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Ở nơi nào đó bên ngoài bí cảnh, Lý Huyền Thương đột nhiên điên cuồng cười lớn, ha ha, hắn đã tới rồi. Ha ha. Tiếng cười vô cùng điên cuồng. Chương 187, Cam Thập Tam. Ở một bên khác, một người áo đen vội vàng chạy tới trước một tảng đá lớn, người áo đen quỳ một chân, bệ hạ, đã điều tra ra người được Học viện Thương Mộc Đế Quốc Đại Vân phái tới. Trên tảng đá lớn, Thác Bạt Ngạn bình thản nói, ai vậy? Người áo đen trầm giọng nói, Cam Thập Tam. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn nhíu mày lại. Ông lão và bà lão đứng sau lưng Thác Bạt Ngạn đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Cam Thập Tam. Người này vô cùng nổi tiếng. Bởi vì hắn là một tên yêu nghiệt ở trên bảng võ, hơn nữa còn xếp thứ 11. 11. Đây là một thứ hạng vô cùng kinh khủng. Nên nhớ Thanh Châu có bao nhiêu người chứ? Hắn ta có thể xếp hạng 11 trong số đông đảo các thiên tài yêu nghiệt, có thể nói trong trăm vạn giảm chọn một cũng không hề quá đáng. Mà đây không phải là nguyên nhân khiến hắn ta nổi tiếng.
Nguyên nhân hắn ta nổi tiếng khắp Thanh Châu là vì khi hắn ta còn ở Lăng Không Cảnh từng chiến đấu với thần hợp cảnh. Ngang tay. Lăng Không Cảnh chiến ngang tay với thần hợp cảnh. Mà đó đã là chuyện nửa năm trước rồi. Trên tảng đá lớn, Thác Bạt Ngạn nhìn cửa vào bí cảnh, hắn có hy vọng chiến thắng không? Ông lão đứng sau lưng Thác Bạt Ngạn lắc đầu, trừ khi hắn có át chủ bài nào khác. Sắc mặt Thác Bạt Ngạn rất bình tĩnh, không nói gì cả. Ở một nơi khác, ở trên ngọn cây. Khương Việt Thiên trầm giọng nói, Cam Thập Tam. Cửu Lâu Chủ gật đầu, ta biết rồi. Khương Việt Thiên nhìn về phía Cửu Lâu Chủ, ngươi rất bình tĩnh đó. Cửu Lâu Chủ nhìn Khương Việt Thiên, đừng hoảng hốt, chúng ta hãy cứ lặng lẽ xem Học Viện Thương Mộc tự tìm đường chết đi. Khương Việt Thiên. Bên trong bí cảnh, ba người Diệp Huyên đang chiến đấu với đám người thanh niên giáp bạc. Ba người đấu với mười mấy người. Nếu xét về mặt nhân số, bên phía Diệp Huyên không hề chiếm ưu thế gì cả, khi chiến đấu với nhau, phe Diệp Huyên bị áp chế hoàn toàn, rơi vào thế hạ phong. Diệp Huyên đối chiến với thanh niên giáp bạc, còn có thêm hai kẻ, một là tên thanh niên béo hai tay cầm hai thanh búa và hai là thanh niên cầm trường thương kia nữa. Ngoài ba người này, thỉnh thoảng còn có một mũi tên bắn lén, ở trên bả vai Diệp Huyên đã có một mũi tên rồi. Không chỉ là Diệp Huyên, trên người Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đều có tên cắm. Tên bắn lén rất khó đề phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Trạch, to con, ngăn cản thay ta một chút. Vừa nói xong, hắn bay thẳng ra phía bên ngoài, mục tiêu của hắn chính là thanh niên dùng trường cung ở cách đó vài chục trượng. Nếu như tên thanh niên dùng trường cung không chết, ba người bọn họ sẽ bị tên này từ từ giết chết. Khi thấy mục tiêu của Diệp Huyên là thanh niên dùng trường cung, sắc mặt thanh niên giáp bạc thay đổi, ngăn hắn lại. Vừa dứt lời, hắn ta xông thẳng tới, tên thanh niên béo bên cạnh hắn đột nhiên ném mạnh một chiếc búa lớn trên tay về phía Diệp Huyên. Bù! Búa lớn xé rách bầu trời, phát ra những tiếng xé gió chói tai. Ở một bên khác, hai tay Bạch Trạch đột nhiên đập xuống dưới đất. Ầm! Mặt đất tan vỡ. Thân thể y lao thẳng về phía chiếc búa lớn đó. Ầm! Chiếc búa lớn lập tức bị Bạch Trạch đánh bay, nhưng ở trên ngực y đã xuất hiện một vết máu. Thân thể của y và Diệp Huyên đều rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ vô địch. Sau khi đánh bay chiếc búa lớn kia, Bạch Trạch lau máu tươi trên ngực, sau đó xông thẳng về phía đám người thanh niên giáp bạc. Nhưng ngay sau đó, thân thể y bị ném bay ra phía ngoài. Diệp Huyên không bị chiếc búa lớn kia kiềm chế, hắn đã xông vọt tới trước mặt thanh niên trường cung. Hắn vừa tới, ba mũi tên đã nối đuôi nhau nhắm vào giữa trán Diệp Huyên, tốc độ bay rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh. Khóe miệng Diệp Huyên tạo thành một đường cong dữ tợn, hai tay hắn cầm kiếm liên tú, bổ mạnh về phía trước. Phụt! Một kiếm chém xuống, cả ba mũi tên đều vỡ vụn. Thanh niên trường cung đang định lùi về phía sau thì kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên đột ngột bay ra ngoài. Phụt! Thanh niên trường cung vừa mới lùi được nửa bước thì đầu hắn đã bay thẳng ra ngoài rồi. Một cột máu tươi phun lên. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om Nha. Sau khi một kiếm chém chết thanh niên dùng trường cung, kiếm liên tú đột nhiên chém thẳng xuống phía dưới. Ở bên dưới, đám người thanh niên giáp bạc đang định thừa thắng xông lên, tấn công Bạch Trạch thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn chúng ngẩng đầu lên, thấy một thanh kiếm khí thế như một tia sét đang từ trên trời giáng xuống. Bọn chúng không dám coi thường. Thanh niên béo bên cạnh thanh niên giáp bạc lập tức cầm búa lớn trong tay bổ mạnh về phía trước. Dưới cú bổ này, lưỡi búa lập tức xé nát không khí, từng tiếng không khí nổ chói tai vang lên, đồng thời lưỡi búa đã đánh lên mũi kiếm liên tú. Cheng! Cả búa lớn lẫn kiếm liên tú đều chấn động, ngay sau đó, chuôi búa lớn này rạn nứt, sau đó vỡ nát. Sau khi dừng lại trong nháy mắt, kiếm liên tú bắn tới, nhắm thẳng vào thanh niên béo kia. Đồng tử thanh niên béo co lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, đúng lúc này, có một bóng chân đá lên trên kiếm liên tú. Ầm! Kiếm liên tú bị đá lệch sang, thay đổi phương hướng. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một đấm đánh thẳng về phía thanh niên béo. Người này chính là Diệp Huyên vừa mới đáp tới. Chương 188, Hoàng thất sở quốc chó chết. Trong mắt thanh niên béo hiện lên vẻ dữ tợn, hắn không hề tránh né. Mà cũng tung một đấm ra, đánh về phía Diệp Huyên. Khi thấy cảnh này, trong lòng thanh niên giáp bạc hoảng hốt vô cùng, vội vàng nói cẩn thận đó.
Nhưng hắn vừa mới dứt lời thì răng rắc, tiếng xương gãy đột ngột vang lên, ngay sau đó toàn bộ cánh tay thanh niên béo kia nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Trong lòng thanh niên béo cảm thấy sợ hãi tột cùng, hắn ta vội vàng lùi về phía sau, nhưng đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên xuyên thẳng qua mi tâm hắn. Phụt! Ở phía sau đầu thanh niên béo, một dòng máu tươi bắn ra. Cơ thể thanh niên béo cứng ngắc lại, sau đó ngã xuống dưới đất. Khi phi kiếm vẫn chưa đâm vào giữa mi tâm của thanh niên béo kia, một thanh trường thương đột nhiên đánh tới trước mặt Diệp Huyên, hai tay Diệp Huyên lập tức chập lại, ngăn cản thế tấn công của trường thương. Khóe miệng thanh niên tay cầm trường thương kia tạo thành một đường cong dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên xoay tròn, đâm về phía trước. Phụt! Mũi trường thương đâm vào lồng ngực Diệp Huyên nửa tấc. Cùng lúc đó, một bóng chân đột nhiên quét thẳng về phía đầu Diệp Huyên. Cả hai phía đều có địch. Diệp Huyên không dám coi thường, chân phải khẽ điểm lại trên mặt đất, khi hắn định gọi giáp đại địa ra thì đúng lúc này, một tàn ảnh mới đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, một luồng sáng lạnh lẽo dùng tốc độ cực nhanh chém về phía bóng chân kia. Toàn thân thanh niên giáp bạc bị đẩy lui ra sau mấy trượng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái mới xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Chính là Kỳ An Chi mới chạy tới. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, sắc mặt có phần mất tự nhiên, ăn, nhiều quá. Nói xong, cánh tay phải giấu ở phía sau được đưa tới trước mặt Diệp Huyên. Bên trên tay nàng còn có một chiếc đùi gà màu vàng, cho ngươi này. Diệp Huyên. Kỳ An Chi thấy Diệp Huyên không nhận lấy thì gặm một miếng, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Khởi cách đó không xa. Lúc này Mạc Vân Khởi đang không ngừng lấp lóe để chạy trốn, chật vật vô cùng. Kỳ An Chi nói, ta tới giúp đỡ hắn. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất khỏi đó. Diệp Huyên nhìn Kỳ An Chi vừa gặm đùi gà vừa xông về phía bên kia, lắc đầu thở dài, chỉ biết ăn thôi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía thanh niên giáp bạc cách đó không xa, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn lập tức xông tới. Ở một nơi khác, Kiếm Tiểu Vương nhìn về phía Diệp Huyên, tên này đánh nhau giỏi thật đó. Cung Thanh Thành đứng ở gần Kiếm Tiểu Vương cười nói, đúng vậy, không biết là hắn còn con át chủ bài nào nữa hay không. Nói xong, hắn nhìn về phía một nam tử đang đứng trên một cái cây cách đó chừng 10 trượng. Nam tử đứng ở trên đó, không hề có ý định ra tay. Kiếm Tiểu Vương nhìn hắn ta, cũng không nói gì cả. Diệp Liên đứng cạnh Cung Thanh Thành thấy bốn người Diệp Huyên bị vây công, cô bé siết chặt hai tay lại, sắc mặt lạnh như băng, không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Ở phía xa, tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xông tới trước mặt thanh niên giáp bạc. Đúng lúc này, thanh niên giáp bạc liên tục lùi về phía sau, cùng lúc đó, chân phải của hắn ta liên tục đá mạnh. Mỗi một cú đá đều tạo thành một luồng kình phong sắc bén chém về phía Diệp Huyên. Nhưng kình phong không thể ngăn cản Diệp Huyên được, mỗi lần kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên vung lên thì sẽ dễ dàng chém nát những kình phong này. Khi còn cách thanh niên giáp bạc hai trượng, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang, bắn về phía đối phương, tốc độ nhanh như điện. Phi kiếm. Vừa thấy cảnh này, sắc mặt thanh niên giáp bạc lập tức thay đổi, cùng lúc đó, một thanh trường thương đột nhiên từ phía bên phải bắn tới, trường thương đâm thẳng vào trên thân kiếm liên tú. Kiếm liên tú bị cưỡng ép chặn lại. Diệp Huyên quay đầu, ở phía bên phải chính là thanh niên cầm thương khi nãy từng ra tay với hắn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om Nha. Tay phải Diệp Huyên móc một cái, kiếm liên tú trở về trong tay hắn, ngay sau đó, chân phải hắn đạp mạnh lên trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt. Bản thân hắn thì mượn lực lượng từ mặt đất truyền tới, lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Ở phía bên kia, đồng tử thanh niên dùng trường thương co lại, gã không hề tránh né, mà cầm trường thương đâm nhanh về phía trước. Cú đâm này mang theo thương thế sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Huyên lại. Đúng lúc này, Diệp Huyên cũng chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Ong! Có tiếng kiếm ngân vang vọng không gian. Chỉ trong nháy mắt. Phụt! Thanh trường thương trên tay thanh niên kia vỡ vụn, còn Diệp Huyên thì đã đứng cách mấy trượng ở sau lưng thanh niên dùng trường thương kia. Thanh niên dùng trường thương đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, kiếm này, mạnh quá. Vừa dứt lời, mi tâm của gã vỡ tan, một dòng máu bắn tung tóe khắp nơi. Diệp Huyên nhìn về phía thanh niên giáp bạc đứng cách đó, thanh niên giáp bạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói, ta rút lui. Rút lui!
Hiện giờ hắn ta đang cảm thấy run sợ. Diệp Huyên không chỉ có trợ giúp mà thực lực của chính hắn còn mạnh hơn bọn chúng tưởng tượng nhiều, ba người bọn họ vây công cũng không thể làm gì được Diệp Huyên. Hiện giờ chỉ còn lại mình hắn ta, mà hiện tại hắn ta đã mệt mỏi uể oải không chống đỡ nổi nữa rồi, trên người còn có vết thương, lúc này đương nhiên hắn ta muốn chọn cách rút lui. Rút lui. Diệp Huyên thản nhiên nhìn thanh niên giáp bạc, có phải là đã quá muộn rồi hay không? Thanh niên giáp bạc lạnh lùng nói, Diệp Huyên, ta là tam hoàng tử của Sở Quốc, nếu như ngươi giết ta, hoàng thất Sở Quốc ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên lóe lên. Phụt. Một thanh kiếm đâm thẳng vào mi tâm thanh niên giáp bạc. Thân thể thanh niên giáp bạc cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin. Diệp Huyên đi tới trước mặt thanh niên giáp bạc, hắn nhìn đối phương, nói, hoàng thất Sở Quốc. Hoàng thất Sở Quốc chó chết. Vừa nói xong, hắn cầm kiếm lên chém ngang một cái. Phụt. Đầu thanh niên giáp bạc lập tức bay ra bên ngoài. Một cột máu tươi phun ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 189, sao cô lại tới đây? Diệp Huyên đi tới trước thi thể thanh niên giáp bạc. Tay phải hắn ngoắc một cái, chiếc áo giáp bạc mặc trên người thanh niên giáp bạc lập tức bay vào trong tay hắn, cùng lúc đó, chiếc nhẫn đeo trên tay hắn ta cũng bị Diệp Huyên thu về. Hắn không kiểm tra kỹ, vứt cả hai món đồ vào bên trong tháp giới ngục. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi đang bị vây công ở cách đó không xa, hắn đang định ra tay thì. Vào lúc này, nam tử đứng trên ngọn cây ở cách đó chừng hơn 10 trượng đột nhiên biến mất. Diệp Huyên xoay người lại. Lúc này nam tử kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ta chỉ ngón tay về phía mi tâm của Diệp Huyên. Nhanh quá! Diệp Huyên lập tức dựng thẳng kiếm lên. Ngay khi thanh kiếm sắp cắt vào ngón tay nam tử kia, hai ngón tay của hắn ta đột nhiên tách ra, sau đó kẹp lại, cú kẹp này giữ chặt kiếm liên tú trên tay Diệp Huyên. Ngón tay nam tử đó khẽ rung lên. Ầm! Thân thể Diệp Huyên lẫn thanh kiếm bị chấn bay ra bên ngoài mấy trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì nam tử kia nhảy tới trước mặt, một chưởng từ trên cao đánh xuống, tấn công về phía Diệp Huyên. Chân trái Diệp Huyên đạp về sau một cái, trụ vững, sau đó giơ kiếm đâm về phía trước. Nhát kiếm này đâm vào lòng bàn tay nam tử kia. Khi kiếm khí vừa chạm vào trong lòng bàn tay của nam tử kia thì tay hắn ta đột nhiên tránh né chiêu kiếm này với một góc độ vô cùng quỷ dị, sau đó, bàn tay hắn ta thuận theo kiếm liên tú, đánh xuống dưới, một chưởng nhắm vào ngực Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên lập tức lui về sau 5-6 trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì đã có một dòng máu rỉ ra từ bên khóe miệng. Khi hắn vừa mới dừng lại thì một bóng đen âm thầm không chút tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng hắn, ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào sau lưng Diệp Huyên. Phụt. Ở sau lưng Diệp Huyên, có một dòng máu phun tung tóe. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay người lại, chém một kiếm. Bịch. Bóng đen kia bị đánh bay, nhưng ngay sau đó bóng đen đó đã biến mất. Ngay khi bóng đen kia biến mất, đồng tử Diệp Huyên co lại, kiếm liên tú trong tay hắn đột nhiên chém về phía sau. Ở sau lưng Diệp Huyên, chẳng biết từ khi nào đã có một người xuất hiện ở đó. Ầm. Phụt. Diệp Huyên liên tục lùi về sau, chẳng biết từ khi nào ở phần bụng hắn đã có một vết thương, máu tươi trào ra ngoài. Ở nơi xa, có một bóng đen lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh Cam Thập Tam. Khi nãy chính bóng đen này đã liên tiếp ra tay. Tên kia thuộc thế giới ngầm. Đúng lúc này, Kiếm Tiểu Vương đứng ở sau lưng Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, đám người này toàn là sát thủ, rất ghê tởm. Diệp Huyên lau phần bụng, bàn tay hắn lập tức bị nhuộm đỏ. Khi thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người cách đó không xa, mà đúng lúc này, cả hai người đồng thời biến mất, không thấy đâu nữa. Hai người này hỗ trợ nhau, nhưng cũng có địch ý với nhau, bọn chúng không phải là cùng một phe. Bọn chúng ra tay hiển nhiên là muốn chém đầu Diệp Huyên trước tiên. Diệp Huyên ngậm kiếm liên tú ở trong miệng, hắn kéo áo mình xuống quấn ở phần bụng. Vào lúc này, hai người đã đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyên nắm chặt kiếm liên tú, đang định ra tay thì một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên chém vào phía bên phải của Diệp Huyên. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om nha. Tia sáng lạnh lẽo này không hề nhắm vào hắn mà nhắm vào hai người trước mặt hắn. Ầm. Quỷ ảnh trước mặt Diệp Huyên bị tia sáng lạnh lẽo này mạnh mẽ cản lại, Cam Thập Tam cũng ngừng lại.
Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Khi thấy người tới, Diệp Huyên lập tức ngẩn ra. Cửu công chúa. Khương Cửu. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn Khương Cửu, tiểu cửu, sao cô lại tới đây? Khương Cửu thản nhiên nhìn Diệp Huyên, không thể tới được à? Diệp Huyên lắc đầu, còn định nói gì thì Khương Cửu đã lên tiếng nói tiếp, bớt nói nhảm đi, mau đánh nhau đi nào. Vừa nói xong, nàng ấy đã xông thẳng về phía quỷ ảnh kia. Quỷ ảnh đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, khi nó xuất hiện thì đã ở phía sau lưng Khương Cửu. Khương Cửu phản ứng rất nhanh, nàng ấy quay người lại, liên tục chém ra vài đao. Ầm 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 ầm, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Khi thấy Khương Cửu có sức liều mạng với quỷ ảnh thì Diệp Huyên mới cảm thấy yên tâm, hắn quay đầu nhìn Cam Thập Tam đứng trước mặt, không nói nhảm thêm câu gì cả, lập tức biến mất khỏi chỗ đang đứng. Ong, có tiếng kiếm ngâm xé rách không khí vang lên. Mặt Cam Thập Tam không chút cảm xúc, chân phải hắn ta điểm nhẹ lên đất, thân thể biến mất khỏi vị trí cũ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyên và Cam Thập Tam trở về vị trí cũ của bản thân mình. Thanh kiếm trên tay Diệp Huyên chấn động kịch liệt, có một tia máu rỉ ra từ khóe miệng Diệp Huyên. Cam Thập Tam nhìn bàn tay mình, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một vệt máu. Khi thấy vệt máu này, đôi mắt Cam Thập Tam dần trở nên nghiêm nghị. Bởi vì tên Diệp Huyên trước mặt chỉ mới lăng không cảnh, thấp hơn hắn một bậc. Bản thân hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, mà hiện giờ lại có người vượt cấp khiêu chiến hắn ta. Cam Thập Tam ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên đang đứng cách đó không xa, chẳng trách bọn họ lại chịu trả một cái giá lớn để tiêu diệt ngươi. Vừa nói xong, thân thể hắn ta đột nhiên biến mất khỏi đó. Một tàn ảnh lóe lên. Chương 190, xin các ngươi đó, chơi chết ta đi. Ở nơi xa, đồng tử Diệp Huyên co lại, ngay sau đó, hai tay hắn nắm chặt kiếm Liên Tú, đột nhiên bổ về phía trước. Một luồng kiếm mang chói mắt từ trong kiếm Liên Tú bắn ra bên ngoài. Đúng lúc này, Cam Thập Tam đâm một chỉ vào mũi kiếm Liên Tú. Lặng lẽ trong chớp mắt. Ầm. Kiếm Liên Tú chấn động kịch liệt, thân thể Diệp Huyên bị chấn bay, liên tục lùi về phía sau. Còn Cam Thập Tam thì không hề lùi lại nửa bước. Cam Thập Tam đột nhiên bay lên trên không, sau đó, hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc này, cánh tay phải của hắn ta rung lên liên hồi, một luồng sức mạnh kinh khủng từ bốn phương tám hướng tập trung về phía cánh tay hắn ta. Ở trên không trung, Cam Thập Tam chỉ xéo xuống đất, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở trên đầu ngón tay hắn. Võ kỹ bậc thiên, cẩn thận đấy. Đúng lúc này, giọng Khương Cửu vang lên từ phía xa xa. Võ kỹ bậc thiên. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn Cam Thập Tam, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến võ kỹ bậc thiên. Trên không trung, một luồng áp lực vô hình nghiền ép về phía hắn, thế như thủy triều dâng. Chỉ riêng khí thế này đã khiến đối thủ khó lòng hít thở nổi. Diệp Huyên chậm nhái nhắm hai mắt lại, hắn biết người trước mặt đã bộc lộ ra con át chủ bài rồi. Hắn không thể che giấu thêm được nữa. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra, kiếm Liên Tú lặng lẽ xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, kiếm Liên Tú chấn động kịch liệt, một tiếng kiếm ngân từ trong thân kiếm Liên Tú vang vọng ra phía bên ngoài. Ở nơi xa, kiếm Tiểu Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tên này còn có át chủ bài. Cung Thanh Thành mỉm cười, ngươi nói đùa, người bình thường sao có thể khiến An Lan Tú nhìn chúng được. Kiếm Tiểu Vương nhìn về phía Cung Thanh Thành, hiện giờ nàng đứng thứ mấy trên bảng võ vậy. Cung Thanh Thành bình thản đáp, lúc nàng rời khỏi đế quốc Đại Vân, chỉ dùng ba chiêu đã đánh bại tên thứ ba trên bảng võ. Nghe được câu trả lời này, khóe miệng Kiếm Tiểu Vương giật giật, nàng ta, nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om Nha. Diệp Liên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé siết chặt lại, trong đôi mắt ngoài cảm xúc lo lắng ra thì còn có lạnh lùng, tức giận. Lúc này, Kiếm Tiểu Vương và Cung Thanh Thành quay đầu lại, nhìn về phía Cam Thập Tam và Diệp Huyên cách đó không xa. Trên không trung, Cam Thập Tam đột ngột mở hai mắt ra, ngay sau đó, hắn ta đưa một ngón tay về phía Diệp Huyên ở bên dưới thiên địa nhất chỉ. Một chỉ đánh xuống. Một luồng sức mạnh bá đạo bắn ra từ đầu ngón tay Cam Thập Tam. Cùng lúc đó, bóng một ngón tay khổng lồ dài tới 10 trượng từ trên không trung đánh thẳng về phía Diệp Huyên. Trong ngón tay khổng lồ này ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, lực lượng khổng lồ bên trong giống như một ngọn núi lửa tích lũy suốt ngàn năm đột nhiên bộc phát ra ngoài,
không chỉ bá đạo vô cùng mà luồng sức mạnh đó còn khiến mặt đất dưới chân Diệp Huyên tan vỡ. Những tên võ giả cách Diệp Huyên và Cam Thập Tam khá gần thì lập tức bị uy thế của luồng sức mạnh này đánh bay. Uy lực của một chỉ này vô cùng kinh khủng. Diệp Huyên là mục tiêu của luồng sức mạnh đó đang nín thở. Hắn không thể hít thở nổi. Võ kỹ bậc thiên ẩn chứa uy lực đất trời. Ở bên dưới, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn rung lên liên hồi, kiếm liên tú hóa thành một luồng kiếm mang phóng lên trời cao. Bên trong kiếm ẩn chứa một luồng kiếm thế bá đạo vô song, không chỉ là như vậy, quanh thân kiếm còn tỏa ra một luồng kiếm ý nữa. Kiếm ý. Khi thấy cảnh này, kiếm tiểu vương ở gần đó đứng bật dậy, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, kiếm ý này như có như không, dường như không hề tồn tại, đó là loại kiếm ý gì? Cung Thanh Thành ở bên cạnh kiếm tiểu vương nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, nhếch mép cười, hắn không phải là đại kiếm tu mà là tông sư kiếm đạo. Cho dù là ở đế quốc Đại Vân thì một vị tông sư kiếm đạo chưa đầy 20 tuổi cũng rất hiếm gặp. Ở nơi xa, kiếm liên tú của Diệp Huyên phóng lên trời cao, một kiếm này tỏa ra vô tận kiếm thế và kiếm mang. Một kiếm này như muốn đâm thủng bầu trời. Trên không trung, khi thanh kiếm đâm vào ngón tay hư ảo khổng lồ kia. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang vọng khắp xung quanh, ngay sau đó, ngón tay khổng lồ kia sụp đổ, vô số mảnh vỡ năng lượng và kiếm mang bắn tung tóe ra khắp nơi. Ở xung quanh, đám người đang vây công ba người mặc Vân Khởi vội vàng lùi ra sau, tránh né những mảnh vỡ năng lượng và kiếm mang này. Trên không trung, khi kiếm liên tú đâm nát ngón tay hư ảo khổng lồ kia, nó tiến quân thần tốc, đâm thẳng tới trước mặt Cam Thập Tam. Hai mắt Cam Thập Tam nhắm lại, hắn đưa tay kẹp về phía trước, lại kẹp lấy kiếm liên tú thêm một lần nữa. Chỉ là đúng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện phía sau kiếm liên tú, hắn tóm lấy kiếm liên tú, sau đó lập tức xoay tròn, đâm tới trước. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này là nhất kiếm định sinh tử mang theo kiếm ý. Một kiếm này chém ra. Phụt. Hai ngón tay của Cam Thập Tam bị chém đứt, sau đó thanh kiếm đâm thẳng về phía ngực Cam Thập Tam. Đúng lúc này, Cam Thập Tam quỷ dị biến mất khỏi chỗ đó, khi hắn ta xuất hiện lại thì đã cách nơi này mấy chục trượng. Thuấn di. Chỉ là Cam Thập Tam vừa mới dừng lại thì khóe miệng đã rỉ máu tươi ra, không chỉ như vậy, sắc mặt của hắn ta lập tức tái nhợt. Hiển nhiên đó là cái giá lớn phải trả khi hắn ta thuấn di. Diệp Huyên nhìn về phía Cam Thập Tam ở xa xa, khi hắn định ra tay tiếp thì một ông lão áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cam Thập Tam, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nói cút. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Người tới chính là Lão Kỷ. Lão Kỷ uống một ngụm rượu lớn, đang định nói gì thì Diệp Huyên đã xông thẳng về phía Cam Thập Tam ở phía xa xa. Lão Kỷ. Ở nơi xa, ông lão áo trắng nhắm hai mắt lại, sát ý trong mắt như ngưng đọng thành thực chất, người muốn chết. Vừa nói xong, ông ta định ra tay, mà đúng lúc này, một luồng uy áp mạnh mẽ bao phủ ông ta lại. Ông lão áo trắng giật thót tim, quay đầu lại nhìn về phía Lão Kỷ, kinh ngạc nói, vạn pháp cảnh đỉnh cao. Đúng lúc này, một tiếng trầm đục đột ngột vang lên từ cách đó không xa, ông lão áo trắng quay đầu nhìn về phía đó, đúng lúc thấy Cam Thập Tam rơi xuống dưới đất. Lúc này, Diệp Huyên đứng trước mặt Cam Thập Tam, một kiếm chỉ vào mi tâm của Cam Thập Tam. Ông lão áo trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu như ngươi dám động vào hắn, Học viện Thương Mộc Đế Quốc Đại Vân ta chắc chắn sẽ. Đúng lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm chém ngang một cái. Phụt. Đầu Cam Thập Tam lập tức bay ra bên ngoài. Diệp Huyên đá mạnh lên đầu Cam Thập Tam. Cái đầu đẫm máu kia lập tức nổ tung. Thu kiếm về. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ông lão áo trắng, cười gằn nói, xin các ngươi đó, chơi chết ta đi. Chương 191, chết cho ta. Thả Cam Thập Tam ra. Diệp Huyên chưa từng suy nghĩ tới chuyện này. Đám người này đã quen thói cao ngạo rồi, hắn thả Cam Thập Tam ra thì bọn chúng cũng không hề biết ơn, ngược lại còn cho rằng đó là việc hắn phải làm. Hơn nữa nếu thả Cam Thập Tam, tên này quay về tu luyện một thời gian, sau đó khả năng cao sẽ tới tìm hắn để báo thù. Đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Còn nữa, từ xưa đến giờ hắn chưa từng ký thác hy vọng sống còn của mình vào người khác. Nếu như ngươi tới giết ta, vậy ta chắc chắn sẽ làm thịt ngươi. Quan tâm sau lưng kẻ đó là ai làm mẹ gì chứ? Làm thịt hắn rồi tính tiếp.
Khi thấy Diệp Huyên chém chết Cam Thập Tam, sắc mặt ông lão áo trắng ở gần đó trở nên vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cam Thập Tam. Hắn ta là thiên tài đứng đầu nội viện học viện Thương Mộc ở đế quốc Đại Vân đó. Toàn bộ học viện Thương Mộc kỳ vọng vào Cam Thập Tam, hơn nữa hắn ta còn là học sinh của ông ta, chẳng khác nào là đệ tử thân truyền của ông ta vậy. Nhưng hiện giờ Cam Thập Tam lại bị Diệp Huyên chém chết ngay trước mặt ông ta. Khi ông lão áo trắng định ra tay thì lão kỳ ở cách đó không xa đột nhiên cách không gian đấm một cú về phía ông lão áo trắng. Một đấm cương mãnh tới cực hạn. Không gian xung quanh ông lão áo trắng bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó. Thân thể ông lão áo trắng bị chấn bay ra ngoài mấy chục trượng. Ông lão áo trắng lau máu tươi nơi khóe miệng, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía lão kỳ đang say khướt ở cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Cho dù ông ta chưa phải là vạn pháp cảnh đỉnh cao, nhưng ông ta cũng là vạn pháp cảnh, vậy mà khi đứng trước mặt lão kỳ, ông ta hoàn toàn không có sức đánh trả. Căn bản là không thể đánh lại được. Cuối cùng ông lão áo trắng đưa ra kết luận này. Nhưng ông ta không hề sợ hãi, bởi vì sau lưng hắn là Học viện Thương Mộc Đế Quốc Đại Vân. Dù Học viện Thương Mộc Đế Quốc Đại Vân không phải là tổng viện nhưng đó là học viện tốt nhất ở trong địa giới Thanh Châu, cũng là một trong những thế lực mạnh nhất ở Thanh Châu. Ông ta có đủ lực lượng. Phải nói là lực lượng rất sung túc. Ông lão áo trắng lạnh lùng nhìn lão kỳ, hãy chờ đó. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, tên nhãi con kia, để xem hôm khác có ai bảo vệ được ngươi nữa. Nói xong ông ta quay người, biến mất ở phía cuối chân trời. Lão kỳ nhìn về phía ông lão áo trắng biến mất, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không nói gì nữa cả. Lão nhìn Diệp Huyên, nói, đừng để bản thân bị thương. Nói xong, thân hình lão run lên, biến mất khỏi đó. Sau khi lão kỳ rời đi, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Khương Cửu ở cách đó không xa. Trên mặt Khương Cửu có một vết đao sâu hoắm, ngoài đó ra thì phần bụng của nàng ấy đã nhuộm đỏ máu tươi. Diệp Huyên nắm chặt kiếm liên tú ở trong tay, khi hắn nhìn về phía Khương Cửu, có một quỷ ảnh đột nhiên lướt về phía sau. Muốn chạy. Vừa thấy vậy, Diệp Huyên đột nhiên gầm lớn, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn bay thẳng về phía đó, đồng thời kiếm liên tú ở trong tay hắn cũng bay ra bên ngoài. Tốc độ của kiếm liên tú rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt quỷ ảnh kia. Quỷ ảnh đột ngột biến mất khỏi nơi đó, một đòn này của kiếm liên tú đã thất bại. Đúng vào lúc này, cái bóng sau lưng Diệp Huyên động đậy, ngay sau đó, một tia sánh lạnh lẽo đâm vào phần gáy Diệp Huyên. Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, hắn phản ứng rất nhanh, thân thể chúi về phía trước, tránh né được tia sáng lạnh lẽo kia, cùng lúc đó, kiếm liên tú đột nhiên từ phía xa xa chém thẳng về phía này. Quỷ ảnh sau lưng Diệp Huyên âm thầm biến mất, liên tục lướt về phía sau. Đúng lúc này, một thanh phi đao màu vàng không hề có dấu hiệu báo trước gì cả, xuất hiện ở sau lưng quỷ ảnh. Thân hình quỷ ảnh run lên, dần mờ đi. Khi nó xuất hiện thì đã cách chỗ cũ vài chục trượng về phía bên phải. Khi thấy cảnh này, sắc mặt đám người Diệp Huyên đều trở nên nghiêm nghị. Thân pháp thật quỷ dị. Sắc mặt Mạc Vân Khởi cũng trở nên nghiêm nghị. Tốc độ của hắn dù nhanh nhưng không hề quỷ dị, còn tên trước mặt chẳng những rất nhanh mà còn vô cùng quỷ dị, giống như quỷ mị vậy. Thân thể quỷ ảnh dần mờ đi, hiển nhiên là nó muốn chạy trốn. Đúng lúc này, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên đứng cách đó không xa bay ra bên ngoài. Một kiếm này mang theo kiếm ý. Một kiếm này nhanh tột cùng. Ở nơi xa, quỷ ảnh đột nhiên dừng lại, cây dao găm trong tay nó chống lại kiếm liên tú của Diệp Huyên. Mà nó thì bị lực lượng ẩn chứa bên trong kiếm liên tú chấn bay về sau, liên tục lùi lại. Khi thấy cảnh này, khóe miệng Mạc Vân Khởi ở gần đó khẽ nhếch lên, ngay sau đó, thân người hắn ta run lên, biến mất khỏi chỗ đó. Cùng lúc đó, hai luồng sáng lạnh lẽo lặng lẽ không một tiếng đột xuất hiện ở hai bên trái phải của quỷ ảnh. Phi đao. Quỷ ảnh cầm một con dao găm trong tay, liên tục chém sang hai bên trái phải. Keng keng. Hai thanh phi đao lập tức bị chém bay. Chương 192, lệnh truy sát huyết hồn. Đúng lúc này, một sợi kiếm mang xuyên qua giữa người quỷ ảnh. Phụt! Thân thể quỷ ảnh lập tức cứng ngắc tại chỗ. Sau đó, thân thể quỷ ảnh dần mờ đi. Mà đúng vào lúc này, một giọt máu ở trong thân thể hư ảo của quỷ ảnh đột nhiên bay vào trong ngực Diệp Huyên.
Diệp Huyên nhìn ngực mình, có một điểm đỏ ở giữa ngực hắn. Đây là... Diệp Huyên nhíu mày lại. Cách đó không xa, Kiếm Tiểu Vương đột nhiên lên tiếng, lệnh truy sát huyết hồn là một loại ấn ký sinh tử của thế giới ngầm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là kẻ địch không đội trời chung của thế giới ngầm, sẽ có vô số sát thủ tới giết ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bọn chúng tới báo thù phải không? Kiếm Tiểu đổi, định chạy trốn thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, mẹ kiếp, giết thì cũng giết rồi, kẻ thù cũng quá nhiều, vậy thì nhiều thêm vài tên nữa đi. Vừa nói xong thì hắn đã xông tới. Mấy người Mạc Vân Khởi cũng bám sát theo, xông tới. Mấy người Mạc Vân Khởi cũng rất tức giận, bởi vì khi nãy thiếu chút nữa là bọn họ cũng đã tèo rồi. Không có thanh niên giáp bạc, Cam Thập Tam và tên sát thủ thế giới ngầm kia, cho dù tất cả những tên còn lại đều là yêu nghiệt nhưng căn bản không là đối thủ của đám Diệp Huyên. Đồ sát! Kiếm Tiểu Vương nhìn đám người Diệp Huyên ở gần đó, tên này muốn đắc tội với tất cả các thế lực rồi. Cung Thanh Thành bình tĩnh nói, hắn không giết bọn chúng thì cũng đắc tội với thế lực này thôi. Đơn giản là như thế này thôi, nếu người đứng sau hắn yếu, vậy những thế lực đứng sau đám người này đều là kẻ địch, nhưng nếu người đó mạnh, những thế lực kia sẽ không dám ho he một câu, còn ngoan ngoãn xin lỗi hắn nữa. Nói xong, hắn nhìn Kiếm Tiểu Vương, nói, ví dụ như ngươi, nếu như sau lưng hắn có thế lực chống lưng như nhà họ Kiếm thì đám người này dám tìm đến trả thù hay sao? Kiếm Tiểu Vương lạnh lùng nói, ông đây biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, ta sẽ đơn đấu với hắn. Nếu không đánh thắng được thì ông sẽ trốn, không để bị giết đâu. Cung Thanh Thành mỉm cười, ta không muốn ngươi bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. Kiếm Tiểu Vương nhìn về phía chân trời, không nói gì cả. Y không ngốc, đương nhiên biết đây là một cái bẫy nhắm vào Diệp Huyên. Nhưng đã tới đây rồi, nếu như không đánh một trận mà đã rời khỏi thì đúng là không thể nào nói nổi. Trận chiến ở phía xa đã sắp kết thúc rồi. Vài hơi thở sau, chỉ còn một tên thanh niên ở trước mặt đám người Diệp Huyên, cánh tay thanh niên đã bị chém đứt, gã không trốn, bởi vì trốn cũng không thoát. Gã không nhanh bằng tốc độ của kiếm của Diệp Huyên, càng không nhanh bằng Mạc Vân Khởi. Thanh niên cụt tay nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên cách đó không xa, ngươi có biết ngươi giết những ai không hả? Diệp Huyên lắc đầu. Thanh niên cụt tay cười gằn, nói, những người bị ngươi giết đều thuộc những thế lực nổi tiếng ở Thanh Châu, ngươi giết bọn chúng. Những thế lực này sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chờ ngươi ở dưới đó, ngươi. Phụt. Một thanh kiếm đột ngột xuyên thủng mi tâm thanh niên cụt tay này. Thân thể thanh niên cứng ngắc lại. Diệp Huyên đi tới trước mặt thanh niên cụt tay, nói nhảm nhiều quá đó. Nói xong hắn rút kiếm liên tú ra. Phụt. Ở giữa mi tâm thanh niên cụt tay phun ra máu. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, quay người đi tới trước mặt đám Mạc Vân Khởi. Trên người đám Mạc Vân Khởi đều có những vết thương to nhỏ đủ loại, đặc biệt là Bạch Trạch, trên người y có rất nhiều vết thương, ở ngực còn có một vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy được cả xương bên trong, ngoài đó ra, tay phải của y đã bị chật khớp vai. Bị thương rất nặng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Bạch Trạch, hắn lấy đan kim sang của mình ra thì Bạch Trạch lắc đầu, không cần đâu. Diệp Huyên nhíu mày, Bạch Trạch giải thích, ta tu luyện thân thể, cần phải bị đánh. Bị đánh càng nhiều thì sau này thân thể của ta sẽ càng mạnh. Mạc Vân Khởi ở cách đó không xa cười đê tiện, bị đánh. Vậy thì ta có thể giúp một tay đó. Bạch Trạch trừng mắt với Mạc Vân Khởi một cái làm hắn ta vội vàng lùi về sau hai bước. Lúc này, Diệp Huyên lấy ra chiếc giáp bạc lấy được khi giết chết tên thanh niên giáp bạc, chiếc áo giáp này đã đạt tới bậc minh hạ phẩm. Cho dù nó đã bị kiếm của hắn chém rách một vệt, nhưng chỉ cần sửa qua là được, có thể nói giá trị rất lớn. Diệp Huyên đưa chiếc áo giáp bạc tới trước mặt Bạch Trạch, thứ này rất được đó, ngươi hãy giữ lại mà phòng thân. Bạch Trạch đương nhiên có thể nhìn ra sự quý giá của chiếc áo giáp này, y cười khổ, nếu như ta mặc thứ này thì còn tu luyện thân thể gì nữa, không cần đâu. Để ta cần. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi ở bên cạnh lập tức cầm lấy chiếc áo giáp trong tay Diệp Huyên, ta không tu luyện thân thể, ta có thể dùng được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyên. Nở nụ cười khá đê tiện, Diệp ca, cho ta thứ này nhé, ta sợ chết lắm luôn á. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, được, cho ngươi đó. Vốn hắn định cho Mạc Vân Khởi chiếc áo giáp bạc này, bởi vì năng lực cận chiến của Mạc Vân Khởi khá yếu, nếu như bị áp sát thì vô cùng nguy hiểm. Còn bản thân hắn thì thân thể cũng rất mạnh mẽ,
Hơn nữa hắn còn có lá át chủ bài là giáp đại địa, bởi vậy hắn không quá cần chiếc áo giáp bạc này. Khi nhận được bộ giáp bạc kia, Mạc Vân Khởi lập tức cười không khép miệng lại được, Diệp ca, ngươi đúng là người tốt mà. Đám người Diệp Huyên. Đúng lúc này, đám người Diệp Huyên đột nhiên quay người lại, có ông lão và một người áo đen đứng cách bọn họ không xa. Ông lão này chính là Lý Huyền Thương, viện trưởng Học viện Thương Mộc. Lý Huyền Thương nhìn đám người Diệp Huyên, cười nói, chúc mừng, các người đã thành công chém giết thiên tài yêu nghiệt của mấy chục thế lực siêu cấp, ha ha. Ông ta cười rất điên cuồng. Chương 193, không phải ngươi thích đàn ông à? Tuy Diệp Huyên chưa bỏ mạng trong bí cảnh nhưng Lý Huyền Thương cũng đã đạt được mục đích của mình, khiến hắn kết thù. Chỉ trận chiến này thôi, Diệp Huyên và Học viện Thương Lan đã phải chịu công kích từ bao nhiêu phía. Chỉ riêng Học viện Thương Mộc ở Đế quốc Đại Vân hoặc tổ chức sát thủ thế giới ngầm đã có thể đè bẹp Thương Lan, vậy mà họ lại đắc tội cả hai bên và vô số thế gia lẫn học viện ở quốc gia khác. Nghĩ đến việc Học viện Thương Lan sắp phải đương đầu với những thế lực kia, tiếng cười của Lý Huyền Thương càng trở nên điên cuồng. Mạc Vân Khởi đứng cạnh Diệp Huyên thốt lên, muốn đập chết lão chó già này quá. Diệp Huyên gật gật, đánh ông ta. Bị Mạc Vân Khởi sừng sộ, lại bảo ta lên trước chứ gì. Diệp Huyên. Tiếng cười của Lý Huyền Thương ngừng lại. Ông ta nhìn bọn họ một lượt, ánh mắt nấn ná trên người Diệp Huyên rồi buông một câu chờ chết đi. Nói xong thì cùng biến mất nơi chân trời với người áo đen bên cạnh. Diệp Huyên im lặng một chốc rồi nhìn những thi thể rải rác khắp nơi, thu chiến lợi phẩm thôi. Mạc Vân Khởi cười khà khà chạy đi. Chiến lợi phẩm. Những người này ai cũng thuộc dạng bất phàm, vì vậy đồ vật mang theo bên người cũng đều là cực phẩm. Ngoại trừ bộ giáp bạc quý giá nhất ra, Diệp Huyên còn thu được gần 7 món linh khí cực phẩm, 5-600.000 viên linh thạch cực phẩm và một chiếc nhẫn. Bọn Mạc Vân Khởi cũng có thu hoạch khả quan, mỗi người đều được mấy món linh khí cực phẩm. Đây chính là phát tài. Một món linh khí cực phẩm có thể bán với giá mấy triệu đồng vàng, mà trong tay họ hiện giờ có không ít. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên cầm hai món đưa cho Khương Cửu, cho cô này. Làm gì? Thấy Khương Cửu liếc sang, hắn tuét miệng cười, cũng đâu thể để cô tay không mà về được. Đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng ấy, ngươi nghĩ ta đến đây vì hai món linh khí cực phẩm này sao? Diệp Huyên toan đáp thì Mạc Vân Khởi đã cười hề hề, Diệp thổ phỉ, Cửu công chúa rõ ràng đến đây vì ngươi đấy, đồ đầu gỗ. Cửu công chúa chợt biến mất. Mạc Vân Khởi bay vút ra xa mấy trượng trước khi rụng xuống như một quả sung chín. Cửu công chúa liếc hắn ta, ngươi đã biết quá nhiều. Mạc Vân Khởi. Bạch Trạch gần đó giơ ngón cái lên, đánh hay lắm, đánh cho Mạc ngu ngốc khóc luôn đi. Mọi người. Bỗng nhiên, Kỳ An Chi đứng cách đó không xa lên tiếng, không phải ngươi thích đàn ông à. Mọi ánh mắt, bao gồm Khương Cửu, đổ dồn vào nàng ta. Nàng ta chỉ Diệp Huyên, hắn từng nói với ta hắn chỉ thích đàn ông. Diệp Huyên. Mọi ánh mắt chuyển sang hắn, lần này mang theo vẻ kỳ quặc. Mạc Vân Khởi bò dậy, nghiêm mặt nói với Diệp Huyên, Diệp thổ phỉ. Ngươi thích đàn ông thật hả? Trời đất quỷ thần ơi, có phải ngươi? Ngươi có ý gì với ta không? Má, ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta không có cong. Ngươi nhanh chóng từ bỏ ý định đi. Mặt Diệp Huyên đen như đáy nồi. Bạch Trạch đang đứng cạnh hắn cũng lùi lùi ra xa, nhìn hắn bằng ánh mắt quái gở xen lẫn phòng bị. Diệp Huyên. Hắn có chút cạn lời, tuy rất muốn giải thích nhưng sợ sẽ khiến Kỳ An Chi nổi cơn tam bành. Đừng nhìn nàng ta thường ngày chỉ biết cắm đầu vào ăn mà lầm, một khi nghiêm túc lên thì vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu không giải thích. Trong ánh mắt Khương Cửu nhìn hắn mang theo một nụ cười khó hiểu. Nàng ấy không tin Diệp Huyên thích đàn ông. Một người đàn ông thích người cùng giới thì làm sao còn sinh ra hứng thú với phụ nữ được. Mà người này rõ ràng có ý với Tiểu An, thêm cả lần ở trong hố nhỏ sau thác nước kia. Một vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu khiến gương mặt Khương Cửu đỏ lên, nhưng nàng ấy nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc này, mọi người thấy Kiếm Tiểu Vương gần đó đi đến. Quan sát Diệp Huyên hồi lâu rồi nói, ngươi đang bị thương, Kiếm Tiểu Vương ta không thích ức hiếp người, sau này sẽ đến Học viện Thương Lan khiêu chiến ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta đợi ngươi. Kiếm Tiểu Vương rời đi. Mạc Vân Khởi nhìn theo, nói tên này không thừa nước đục thả câu, xem như tốt tính ấy chứ. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, không phải ai cũng là tiểu nhân mà.
Nói xong, hắn thấy Cung Thanh Thành mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyên ôm quyền với gã, đa tạ. Cung Thanh Thành đưa Diệp Liên về với Diệp Huyên. Cô bé đi đến siết chặt tay đại ca như sợ hắn sẽ biến mất. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu muội muội, nghe Cung Thanh Thành cười nói, tuy lần này Diệp Huynh đã hóa giải nguy cơ nhưng thực chất sẽ đối mặt với nguy cơ lớn hơn nữa. Đây chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày phiền hà của Huynh và Học viện Thương Lan mà thôi. Diệp Huyên im lặng. Cung Thanh Thành nhìn cả nhóm, những người này đều được một số thế lực chú trọng bồi dưỡng, chúng chết dưới tay các ngươi, những thế lực kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là Học viện Thương Mộc ở Đế Quốc Đại Vân nơi Thanh Châu và Thế Giới Ngầm, hai thế lực này rất trọng thể diện, tuyệt đối sẽ tìm cách báo mối thù mất người ở đây. Lần này họ sẽ không làm theo quy tắc với các ngươi nữa. Y vừa nói vừa lắc đầu cười, tóm lại, bây giờ là lúc kết minh hậu đài, cũng không phải lúc ta có thể nhúng tay. Nếu có thời gian, mời chư vị đến Đế Quốc Đại Vân. Nếu có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, ta tin các vị sẽ sớm đến thôi, dù sao nơi ấy mới chính là một võ đài khổng lồ. Xin cáo từ. Y ôm quyền với Diệp Huyên rồi đi mất. Chương 194, đại ca, muội muốn đi. Mạc Vân Khởi lên tiếng, vậy là y muốn kết giao với chúng ta ư? Khương Cửu nhàn nhạt đáp, nếu ngươi có thể sống mạnh khỏe, càng ngày càng ưu tú thì y sẽ kết giao. Ngược lại, nếu ngươi chỉ ngu ngốc đần độn thì y sẽ không thèm nói một lời. Có một số thiên tài tính tình kiêu ngạo, chỉ kết giao với người tài giỏi, cũng chỉ cho phép người tài giỏi kết giao với mình. Mạc Vân Khởi gật gù, hiểu rồi. Khương Cửu quay sang Diệp Huyên, trốn đi. Trốn. Mọi người nhìn nàng ta. Khương Cửu gióng giạc nói, ngươi phải trốn, bằng không ngươi sẽ không có đường sống. Lập tức trốn đi, đợi ngày sau tái xuất. Diệp Huyên lắc đầu. Khương Cửu cả giận, ngươi không thể linh hoạt chút à. Trốn cũng đâu có gì xấu hổ. Diệp Huyên cười khổ, ta trốn đi rồi bọn Mạc ngu ngốc biết làm sao. Học viện Thương Lan biết làm sao. Câu hỏi này khiến Khương Cửu im lặng. Diệp Huyên nói với cả nhóm, huynh muội ta không có ràng buộc, có thể trốn ở bất kỳ nơi nào. Nhưng Mạc ngu ngốc và Bạch Trạch còn gia tộc, căn bản không thể trốn được. Một khi ta trốn tránh, những người đó sẽ đến gây hấn với các ngươi hoặc người nhà các ngươi. Đến đây hắn đánh mắt nhìn Khương Cửu, thậm chí sẽ đến gây phiền toái cho cô. Khương Cửu không nói gì. Mạc Vân Khởi thở dài, ngươi có chịu trốn không hả Diệp Thổ Phỉ? Còn chúng ta? Diệp Huyên lắc đầu ngắt lời hắn ta, đừng nói nữa. Hắn mỉm cười dắt tay Diệp Liên, huynh muội chúng ta dám làm dám nhận. Khương Cửu bỗng lên tiếng, thật ra thì mọi người đều đã ở trên một con thuyền rồi, những người ấy sẽ không tha cho tiểu Diệp Tử, càng không tha cho Thương Lan. Ánh mắt nàng ta rơi xuống trên người nhóm Mạc Vân Khởi, ba người các ngươi nếu vừa yếu vừa ngốc thì có lẽ sẽ còn đường sống, nhưng các ngươi đã không yếu mà còn có thiên phú rất cao, bọn họ sẽ không để các ngươi trở thành hậu họa sau này mà sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mạc Vân Khởi lắc đầu thở dài, giỏi quá cũng là cái tội. Bạch Trạch liếc xéo, mặt ngươi còn dày hơn cả mông ta nữa. Câu này khiến Mạc Vân Khởi nổi sùng, ngươi không mở miệng không ai tưởng ngươi câm đâu. Bạch Trạch nhẹ nhàng đáp, nhìn ngươi thấy ghét thôi. Mạc Vân Khởi lập tức nhảy lùi lại mấy trượng, ngoắc ngoắc tay, ngon tới đây. Bạch Trạch. Diệp Huyên không khỏi bật cười, toan mở miệng đáp lời Khương Cửu thì một cô bé đã xuất hiện. Hắn ngẩn người, vì đó chính là cô bé đã tặng thiên hỏa noãn ngọc cho Diệp Liên. Cô bé mặc áo bông màu hồng, tóc tết thành đuôi dài sau gáy, xinh xắn như búp bê, đáng tiếc lại sở hữu ánh mắt lạnh như băng. Cô bé làm ngơ những người khác mà đi về phía Diệp Liên. Bỗng nhiên Mạc Vân Khởi xuất hiện nhìn cô bé cười khà khà, em bé dễ thương quá, người nhà em đâu? Vừa nói vừa vươn tay chạm vào đuôi tóc của cô bé. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Mạc Vân Khởi bay tít ra tận mười mấy trượng mới rơi xuống đất thành một cái hố to. Hắn ta rên rỉ, mẹ ơi, đau chết ông rồi. Mọi người. Cô bé nói với Diệp Liên, theo ta đi đi. Diệp Huyên nghe vậy thì bước ra chặn trước mặt muội muội, nhìn cô bé đầy vẻ đề phòng. Cô bé lạnh lùng liếc hắn, ngươi bảo vệ được con bé ư? Diệp Huyên thấp giọng đáp, ta sẽ dùng cả cái mạng này. Hắn nhận lại một câu hỏi ngược lạnh lẽo, mạng ngươi hữu dụng sao? Cô bé tiếp tục trước khi hắn kịp mở miệng, số người đạt đến vạn pháp cảnh trong Học viện Thương Mộc ở Đế Quốc Đại Vân tuy không nhiều đến mức đâu đâu cũng có nhưng 10-20 người vẫn là có. Ngoài ra còn có Thế Giới Ngầm,
tổ chức sát thủ từng ám sát cả cường giả vạn pháp cảnh đỉnh cao. Hơn nữa còn vô số thế lực lớn nhỏ tại Thanh Châu đều sẽ bảo vệ con bé. Hai tay Diệp Huyên siết chặt, sắc mặt có chút khó xem. Bỗng nhiên, Diệp Liên nhẹ nhàng lên cao tiếng, đại ca, muội muốn đi cùng nàng ấy. Thân thể Diệp Huyên khẽ rung lên quay lại nhìn muội muội hai hàng lệ bất giác chảy xuôi. Chương 195, Bắc Hàn Tông. Thấy Diệp Huyên rơi lệ, mọi người ở đây đều khá bất ngờ. Đặc biệt là mấy người Khương Cửu, họ đều hiểu rất rõ tính cách của Diệp Huyên, chắc chắn hắn là một nam tử thà đổ máu chứ không đổ lệ. Mà lúc này, chỉ một câu nói của Diệp Liên lại khiến cho hắn rơi nước mắt. Có thể thấy được địa vị của Diệp Liên trong lòng Diệp Huyên quan trọng tới cỡ nào. Cô bé kia cũng khá kinh ngạc, cô bé cũng biết một hai về Diệp Huyên, cũng đã quan sát toàn bộ trận chiến vừa rồi. Mặc dù cô bé không thích Diệp Huyên, nhưng không thể không nói, đây là một nam tử chân chính, đặc biệt là hắn dám đánh dám giết, không sợ bó tay bó chân, điều này khiến cô bé càng thưởng thức hắn hơn. Mà lúc này, chỉ một câu của Diệp Liên thôi, không ngờ tên này đã, không thể không thừa nhận, kẻ trước mắt cô bé rất quan tâm đến muội muội của mình. Sự quan tâm này không hề liên quan đến lợi ích. Nước mắt của Diệp Liên cũng rơi xuống, cô bé nhìn Diệp Huyên nói ca, muội cũng muốn mạnh lên. Diệp Huyên trầm mặc. Diệp Liên quệt nước mắt trên mặt, nói tiếp, muội không muốn làm vướng chân huynh, cũng không muốn bị người khác bắt đi để uy hiếp huynh. Ca, muội muốn trở nên mạnh hơn, muội muốn sau này có thể giúp được huynh. Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, nhẹ nhàng lau nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt muội muội, là ca vô năng, không thể bảo vệ muội thật tốt. Diệp Liên lắc đầu, nước mắt lại rơi lá chá, là muội vô dụng. Từ nhỏ đến lớn chỉ có thể khiến ca ca mệt mỏi, là muội vô dụng. Diệp Huyên mỉm cười, đừng khóc, sắp thành con mèo rồi kìa. Diệp Liên kéo Diệp Huyên ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Diệp Huyên. Ca, muội nhất định sẽ mạnh lên, nhất định. Đến khi ấy, nhất định muội sẽ bảo vệ huynh thật tốt, giống như huynh vẫn bảo vệ muội ấy. Diệp Huyên nhếch miệng cười, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Diệp Liên, không nói gì nữa. Đúng lúc này, cô bé nãy giờ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, con bé có thể chất đặc biệt, các ngươi dùng hỏa linh chỉ có thể tạm thời duy trì tính mạng của con bé, căn bản không phải kế lâu dài. Chỉ có về Bắc Hàn Tông của ta mới có thể giải quyết triệt để vấn đề của con bé. Diệp Huyên quay sang nhìn cô bé nhìn thẳng vào hắn, ngươi không thể bảo vệ con bé cả đời, nhất định con bé phải có năng lực tự bảo vệ mình. Mà nếu con bé gia nhập Bắc Hàn Tông, Bắc Hàn Tông ta nhất định sẽ dốc hết khả năng bồi dưỡng con bé. Lúc này, Lão Kỳ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Lão Kỳ lại nhìn Diệp Liên, nói, nha đầu này có thể chất đặc biệt, nếu nó tới Bắc Hàn Tông, có lẽ sẽ là kết cục tốt nhất. Diệp Huyên hơi cúi đầu nói, nhưng con bé chưa bao giờ rời xa ta. Lão Kỳ thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Đột nhiên trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói của cô bé kia, có bao giờ ngươi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình không? Con bé ở lại bên cạnh ngươi thập tử vô sinh, nếu con bé tới Bắc Hàn Tông chúng ta, Bắc Hàn Tông tự có khả năng bảo vệ cô bé. Ta biết ngươi muốn bảo vệ muội muội, nhưng đừng để tình yêu thương này trở thành ích kỷ. Ích kỷ. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt hai nắm tay. Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên quay sang Diệp Liên cười nói, được, ca đồng ý với muội. Diệp Liên không những không vui mà còn khóc dữ dội hơn. Bởi vì cô bé thực sự không muốn rời xa ca ca. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Liên cười nói, đừng khóc. Dứt lời, hắn lôi kéo Diệp Liên tới trước mặt cô bé kia tiền bối, muội muội ta, xin làm phiền ngươi. Cô bé kia muốn dắt Diệp Liên đi, đột nhiên Diệp Huyên nói, con bé vốn tính mềm yếu, không thích tranh đấu. Nếu tới Bắc Hàn Tông khó tránh khỏi sẽ bị người ta bắt nạt, ta. Yên tâm. Cô bé kia lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, nếu con bé theo ta tới Bắc Hàn Tông, sẽ không một ai trong tông dám bắt nạt nó. Diệp Huyên nhìn cô bé rồi quay người đưa một chiếc nhẫn cho Diệp Liên. Chiếc nhẫn này là nạp giới mà lúc trước hắn thu được, bên trong là tất cả gia sản của hắn. Diệp Huyên nhếch miệng cười nói, tới Bắc Hàn Tông không nên quá yếu đuối. Nếu có ai bắt nạt muội, muội cứ đánh lại cho huynh. Nếu đánh không lại thì truyền tin về cho ca sẽ đi giúp muội, biết không? Diệp Liên lau nước mắt trên mặt, gật đầu nói vâng. Lúc này, đột nhiên cô bé kia nói, ngươi tự giữ cái nhẫn này lại đi, con bé tới Bắc Hàn Tông,
không thiếu gì hết. Diệp Huyên nhìn cô bé kia nói, ta cho muội ta, ta. Cô bé ngắt lời hắn, ngươi nói xem ngươi có thể cho con bé thứ gì tốt. Con bé mà mang mấy thứ rác rưởi trong nạp giới này của ngươi đến Bắc Hàn Tông, ta cũng mất mặt. Diệp Huyên đen mặt lại, tê dại. Trong này đều là linh khí cực phẩm đó. Đây mà là rác rưởi sao? Diệp Huyên đang định nói gì đó, lão Kỳ đứng bên cạnh xen vào, tự giữ lấy đi. Bây giờ ngươi cần những thứ này, mà nha đầu này tới Bắc Hàn Tông rồi sẽ không thiếu đám đồ chơi này đâu. Diệp Liên cũng trả nạp giới lại cho Diệp Huyên. Cô bé lấy ra một người gỗ nhỏ, giơ lên, cười nói với Diệp Huyên, có cái này là được rồi. Người gỗ nhỏ này giống Diệp Huyên đến 8-9 phần. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó nữa, cô bé kia đột nhiên nắm chặt tay Diệp Liên muốn rời đi. Hắn vội vàng hỏi, Bắc Hàn Tông ở đâu? Cô bé kia liếc nhìn Diệp Huyên, hiển nhiên là không muốn nói. Lão Kỳ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nếu hắn tới Bắc Hàn Tông, dù không phải là cường giả hàng đầu thì cũng không phải hạng yếu. Nếu sau này trở thành kiếm chủ, hoặc kiếm hoàng, thậm chí cao hơn, với Bắc Hàn Tông mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, không phải sao? Cô bé trầm mặc. Lúc này Diệp Liên cũng xem như là người của Bắc Hàn Tông rồi, bình tĩnh xem xét. Cô bé cũng không có liên quan gì nhiều với Diệp Huyên, nhưng nếu Diệp Huyên trở thành kiếm chủ hoặc kiếm hoàng, thậm chí là kiếm tiên, vậy với Bắc Hàn Tông thì đây là một ngoại viện siêu cấp rồi. Chớp mắt một cái, cô bé nói với Diệp Huyên, trung thổ Thần Châu, ở nơi cực hàn của Bắc Cảnh. Dứt lời, cô bé truyền âm cho Diệp Huyên nghe, Bắc Hàn Tông ta không cấm ngươi lui tới với nha đầu này, nhưng việc này được quyết định bởi thành tựu sau này của ngươi. Nếu trước 30 tuổi ngươi chưa thể đạt được tới kiếm chủ thì đừng có tới. Bởi vì khi ấy ngươi sẽ trở thành gánh nặng của con bé. Nói xong, nàng kéo Diệp Liên quay người biến mất. Bên dưới, Diệp Huyên ngẩn ngơ, một khắc sau mới hét lên với chân trời, nha đầu, chờ huynh, huynh sẽ đi tìm muội, chờ huynh. Nơi chân trời xa xôi vọng lại một âm thanh yếu ớt ca. Diệp Huyên ngây người nhìn chân trời thật lâu, cuối cùng mới thu ánh mắt lại, nằm dưới đất. Hắn nhìn chân trời, ánh mắt thất thần. Chương 196, ta muốn trở thành kiếm tiên. Mạc Vân Khởi bên cạnh do dự một chút, muốn tới an ủi hắn nhưng lại bị Lão Kỳ ngăn lại. Lão Kỳ nói, để hắn tự ngẫm đi. Tự ngẫm. Nhiều khi trong cuộc đời sẽ gặp phải một chút khó khăn, mà thật ra chỉ cần mình muốn là có thể vượt qua. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyên đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt song quyền, ông đây muốn trở thành kiếm chủ, không. Muốn trở thành kiếm hoàng, không không, ông đây muốn trở thành kiếm tiên. Ông đây muốn làm kiếm tiên. Kiếm tiên. Nếu mình là kiếm tiên, học viện Thương Mộc dám đến bắt nạt mình sao? Nếu mình là kiếm tiên, muội muội Diệp Liên có thể sẽ bị bắt nạt nhiều như vậy sao? Nếu mình là kiếm tiên, yếu cũng là cái tội. Nếu không có được thực lực, tình thân, tình bạn, tình yêu, cũng khó mà giữ được. Hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Mà nếu không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc thì cũng chỉ có cách mạnh lên thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên lập tức cảm thấy tâm niệm thông suốt. Mục tiêu. Lần này hắn đã có một mục tiêu thực sự cho mình. Trở thành kiếm tiên. Lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên, kiếm linh tú đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, nó từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Thấy cảnh tượng này, cả đám người đều ngây ngẩn. Trên đỉnh đầu Diệp Huyên, kiếm linh tú rung động kịch liệt, khiến cho cả đám người bên dưới cảm thấy thanh kiếm này thật quái dị. Vô cùng quái dị. Cách đó không xa, Lão Kỳ thoáng nhìn Diệp Huyên, sắc mặt hơi phức tạp, đang định nói gì đó, đột nhiên mặt đất giữa sân đột nhiên rung lên, chẳng mấy chốc, cảnh tượng bốn phía bị bóp méo. Thấy vậy, Lão Kỳ nhíu mày hô lên, bí cảnh nơi này sắp biến mất. Đi. Nói xong, Lão đánh ra một chiêu, cả đám người biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài bí cảnh, mấy người Lão Kỳ rơi xuống đất, đột nhiên Lão quay đầu nhìn lại. Thiếu mất một người. Thiếu Diệp Huyên. Lão Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn bí cảnh. Nhưng bí cảnh đã biến mất. Lão đang định ra tay, đột nhiên một giọng nói lặng lẽ tiến vào trong đầu Lão. Một lát sau, Lão khẽ lẩm bẩm, là hắn. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy đầu mình cực kỳ nặng nề tối tăm, cứ như bị rót chỉ vậy. Không biết qua bao lâu cảm giác này mới phai nhạt dần dần. Diệp Huyên lắc lắc đầu, mở hai mắt, lúc này hắn lại đang đứng trong một sơn động, trước mặt là một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng,
Rất nho nhã, chỉ có điều đây chỉ là hư ảnh, không phải thực thể. Diệp Huyên nhìn bốn phía, rồi lại nhìn nam tử kia, ngỏ lời hỏi tiền bối. Nam tử trung niên mở mắt nhìn Diệp Huyên, đánh giá hắn một lát rồi cười nói, kiếm võ song tu, còn tu luyện ra được cảnh giới ẩn. Mà cảnh giới ẩn này còn khác với cảnh giới ẩn của người thường, quan trọng nhất là ngươi không có đan điền, vậy mà một thân chiến lực không hề yếu, đặc biệt là kiếm ý của ngươi. Ta cũng đã từng gặp một số kiếm tu, nhưng chưa bao giờ thấy kiếm ý thế này, thực chấn động. Sắc mặt Diệp Huyên khá đề phòng. Nam tử trung niên cười nói, yên tâm, ta không có ác ý với ngươi, chỉ khá tò mò với sư tôn của ngươi. Không biết ta có thể hỏi tục danh của tôn sư không? Diệp Huyên lắc đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, thôi được, cũng không ép. Dứt lời, ông lại đánh giá Diệp Huyên, ngươi có thể nói là võ thể kiếm tam tu. Thể và kiếm ta không am hiểu, nhưng về mặt võ đạo ta cũng hiểu sơ một chút. Nếu người phía sau ngươi không ngại, ta có thể chỉ điểm cho ngươi một hai về võ đạo. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người ra, rồi vội vàng nói, đương nhiên không ngại, chỉ có điều, vì cái gì? Nam tử trung niên cười nói, sau này nếu Ninh quốc của ta gặp phiền phức mà ngươi có đủ khả năng, xin hãy tương trợ một hai. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông là người Ninh quốc. Nam tử trung niên gật đầu hỏi lại, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên gật đầu, không vấn đề gì. Nam tử trung niên mỉm cười nói, ta truyền cho ngươi một chiêu, chiến ý ngưng tụ. Tiếng nói vừa dứt, ông ta mở bàn tay phải ra, một khắc sau, một cỗ chiến ý ngập trời xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyên nói, tuy ngươi có chiến ý, nhưng lại không mạnh, truy cứu nguyên nhân là vì chiến ý trong lòng ngươi không đủ. Chiến ý, xét đến cùng là một chữ chiến. Ngươi có thể nhớ lại tình huống lần đầu ngươi lĩnh ngộ được chiến ý. Tình huống lần đầu tiên lĩnh ngộ chiến ý. Trong đầu Diệp Huyên xuất hiện một cảnh tượng. Bên ngoài lưỡng giới thành, một mình hắn cản 3.000 thiết kỵ. Một khắc này, hắn quên đi sinh tử, quên cả muội muội, trong lòng và trong đầu chỉ có một chữ, là chiến. Mặc kệ kẻ đối diện mình là ai, có bao nhiêu người, hắn đều muốn chiến. Chiến đến chết. Nghĩ tới đây, một thanh kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Một khắc sau, một cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong kiếm linh tú chấn động tỏa ra. Thứ kiếm linh tú phát ra không phải kiếm ý, mà là chiến ý. Nam tử trung niên đối diện Diệp Huyên ngẩn ra, rồi nói, có phải ngươi lầm rồi không? Ngươi dừng lại đã, chúng ta đang luyện võ đạo, không phải luyện kiếm đạo. Chương 197, vẫn chưa đạt tới thông u cảnh. Diệp Huyên vẫn không dừng lại. Một luồng chiến ý ngập trời vô cùng vô tận tỏa ra từ kiếm liên tú, chỉ trong chốc lát, đã khiến cả sơn động phải rung động dữ dội. Chiến ý, kiếm ý. Thực ra hai thứ này không hề mâu thuẫn với nhau. Ngược lại, cả hai vốn là một thể. Hắn là võ giả, nhưng cũng là kiếm tu. Mà khi đối địch với kẻ khác, một kiếm tu sao có thể không có chiến ý? Kiếm ý là lấy kiếm làm nền tảng, nhưng bản chất là người. Mà chiến ý cũng lấy con người làm hạch tâm. Có thể nói, dù là kiếm ý hay chiến ý, thực ra cũng là một. Không có gì khác biệt. Trước kia, trong tiềm thức, Diệp Huyên vẫn chia nó làm hai, mà vừa rồi, trời xui đất khiến hắn mới phát hiện ra chiến ý có thể dung hợp với kiếm, hoặc có thể nói, có thể dung hợp với kiếm ý. Mà là dung hợp một cách hoàn mỹ. Bởi vì hạch tâm của chiến ý là một chữ chiến, mà mục đích cầm kiếm là gì? Cũng là chiến. Hạch tâm của cả hai đều giống nhau. Trên đỉnh đầu Diệp Huyên, kiếm liên tú rung động dữ dội. Thanh kiếm chất chứa chiến ý vô tận, dường như có thể chiến đấu với cả thiên hạ. Mà lúc này, trong kiếm liên tú lại xuất hiện một luồng ý cảnh vô cùng mạnh mẽ. Kiếm ý. Khi kiếm ý xuất hiện, kiếm liên tú đột nhiên xoay tròn, trong chốc lát, tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng khắp sơn động. Mặc dù luồng chiến ý kia không dung hợp cùng kiếm ý, nhưng cũng không mâu thuẫn với nhau, ngược lại, cả hai đều vần quanh kiếm liên tú, hai luồng ý cảnh cùng tồn tại rất hòa hợp. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lăng không bay lên, bắt lấy kiếm liên tú. Chỉ trong chốc lát, kiếm ý và chiến ý cùng bao phủ khắp toàn thân hắn. Cả hai luồng ý cảnh bao phủ lấy hắn, rất hài hòa. Diệp Huyên chậm rãi khép hai mắt lại. Chiến. Theo như lời nam tử trước mắt đã nói, thế nào là chiến ý? Đương nhiên là một chữ chiến. Chữ chiến này giống với thế của nhất kiếm định sinh tử. Mặc kệ ngươi là người phương nào,
Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, nếu ngươi muốn giết ta thì chắc chắn ta sẽ đánh với ngươi một trận. Không đúng. Là ta sẽ chém chết ngươi. Lúc trước, hắn thiếu khuyết lòng tin này. Lòng tin vào kiếm đạo. Chỉ cần hiểu, tự khắc rõ. Khi Diệp Huyên mở mắt ra, thanh kiếm trong tay hắn rung lên mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, một thanh kiếm lao lên tận trời, đâm xuyên qua đỉnh sơn động, vọt thẳng vào trùng mây. Trong sơn động, một luồng khí tức mạnh mẽ bao quanh thân thể Diệp Huyên rồi quét ra. Cùng lúc đó, giữa không trung trên sơn động bất ngờ có hiện tượng lạ. Mây trên trời đột nhiên tập trung lại trên sơn động, không chỉ vậy, trên bầu trời còn có một cầu vồng vắt ngang sơn động. Thiên địa dị biến. Trong sơn động, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyên, sắc mặt khá phức tạp, lẩm bẩm, đồng thời đạt tới tông sư võ đạo và tông sư kiếm đạo, còn khiến cho thiên địa dị biến, rốt cuộc phương nào mới có thể dạy ra yêu nghiệt như vậy. Tông sư võ đạo. Tông sư kiếm đạo. Có thể nói, Diệp Huyên đạt được cả hai cùng một lúc. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Từ trong cơ thể Diệp Huyên, một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên bộc phát. Luồng sức mạnh này chính là năng lượng lúc trước hắn đã thôn phệ thanh kiếm đen bậc minh. Trước đó hắn không dám nhắc tới, cố gắng cứng rắn đè ép nó xuống, nhưng hiện giờ thì hắn không cần ép nữa, phải nói là, không ép được nữa. Một thanh kiếm bậc minh. Năng lượng kia kinh khủng cỡ nào chứ? Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể Diệp Huyên không ngừng run lên. Cách đó không xa, nam tử trung niên nhíu mày, chẳng lẽ còn định đột phá? Có cần kích thích ta đến vậy không? Mặc dù ông ta cũng là thiên tài, phải nói là yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt, nhưng so với Diệp Huyên trước mắt đây thì đột nhiên ông phát hiện ra khi còn trẻ mình cũng chỉ thường thôi. Lúc này, thân thể Diệp Huyên càng lúc càng rung lên mạnh mẽ. Nam tử trung niên nhíu mày, đột nhiên đưa tay phải về phía Diệp Huyên, cách không ép nhẹ xuống. Chỉ trong chốc lát, luồng sức mạnh cuồng bạo kia lập tức chảy về cơ thể hắn, đồng thời cũng bị áp xuống. Thân thể Diệp Huyên dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ luồng năng lượng kia. Cứ như vậy, không biết sau bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt. Một luồng khí tức khủng bố từ cơ thể hắn quét ra. Vẫn chưa đạt tới thông u cảnh. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyên, hỏi, bản thân ngươi có thể đạt tới thông u? Vì sao phải cứng rắn chấn áp xuống? Diệp Huyên lắc đầu, quá gấp. Ánh mắt nam tử trung niên thoáng một tia kinh ngạc, lại đánh giá Diệp Huyên một chút, cười hỏi, vì sao lại nói vậy? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vừa mới đạt tới lăng không cảnh không lâu, nếu bây giờ cưỡng ép vọt thẳng đến thông u, ta cảm thấy có hơi phù phiếm, không thật. Nam tử trung niên than khẽ, một thiếu niên nho nhỏ lại có thể không nóng không vội như vậy, thực là hiếm có. Lời ngươi vừa nói không sai, nếu hiện giờ ngươi vọt thẳng tới thông u cảnh, rất có thể cảnh giới sẽ không vững, vì ngươi còn chưa hiểu rõ hoàn toàn lăng không cảnh. Nếu là người thường thì thôi đi, nhưng ngươi lại khác, nền tảng của ngươi quá tốt, tốt nhất vẫn nên đi chắc từng bước nền tảng ở từng cảnh giới, sẽ có lợi cực lớn cho tương lai ngươi sau này. Diệp Huyên hơi thi lễ với nam tử trung niên kia, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nam tử trung niên cười nói, thực ra bây giờ ngươi cũng không khác gì thông u cảnh rồi, có thể nói, xét về mặt cảnh giới, ngươi chính là thông u cảnh. Sau này nếu ngươi đạt tới thông u cảnh, xét trong cùng cấp, e rằng có rất ít người có thể so sánh với ngươi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút mới lại nói tiếp, về võ đạo, ngươi đã hiểu được chiến ý ngưng tụ, đồng thời hiểu được làm thế nào để phát huy uy lực của chiến ý tới mức tối đa, ta cũng không có gì dạy ngươi nữa. Dù sao ngươi cũng không có đan điền, ta cũng không thể dạy ngươi được một số võ kỹ còn lại. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, xin tiền bối chỉ điểm cho vãn bối một hai, dù là mặt nào cũng được. Chương 198, giết chết bọn chúng. Nam tử trung niên nhìn thiếu niên trước mặt, trầm ngâm một lát rồi nói, dù là kiếm tu hay võ giả đều phải nhớ lấy, chớ mất bản tâm. Thế nào là bản tâm? Cá nhân ta lý giải. Bản tâm chính là suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm mình. Thường thì khi thực lực tăng lên, mọi người cũng sẽ nảy sinh một số suy nghĩ và giá tâm mà trước kia chưa từng có một số là tốt, cũng có một số là xấu. Giống như người thế tục vậy, khi một người nghèo đột nhiên phất nhanh, rất có khả năng kẻ đó sẽ bỏ rơi vợ con, bởi vì sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp hơn để lựa chọn. Nói tới đây, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, trong nội tâm của ngươi, tốt nhất vẫn nên có một cây thước. Để đo người khác, cũng là để đo chính mình. Diệp Huyên thi một lễ thật sâu với nam tử, vãn bối xin nhớ kỹ.
Nam tử cười nói, lời cuối cùng, thiên phú của ngươi không tồi, ngộ tính cũng vô cùng tốt, có rất nhiều ưu thế trên con đường tu luyện, nhưng rất có thể những ưu thế này sẽ trở thành điểm yếu của ngươi. Nếu một người thuận lợi mãi thành quen, đột nhiên một ngày nào đó gặp phải trắc trở sẽ vô cùng có thể không xóa được chấp niệm mà ngộ nhập lạc lối. Kiếm tu các ngươi cho rằng chỉ cần hiểu, tự khắc rõ. Nhưng nếu chưa hiểu thì cũng chớ gấp, có rất nhiều chuyện không vội vàng được. Có rất nhiều thời điểm, cứ thong thả tiến dần dần mới là tốt nhất. Diệp Huyên lại thi lễ thật sâu, vãn bối nhớ kỹ. Nam tử trung niên do dự một chút rồi phất tay phải một cái hộp vàng óng đột nhiên xuất hiện bên phải ông bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên khó hiểu nhìn nam tử kia, ông cười nói, mở ra xem đi. Diệp Huyên mở hộp ra, bên trong là một lệnh bài hình rồng, đằng sau có ghi hai chữ vàng quốc sĩ. Quốc sĩ. Diệp Huyên nhìn nam tử trung niên kia, ông cười giải thích, đây là một biểu tượng thân phận ở Ninh Quốc. Tuy ngươi không phải người Ninh Quốc nhưng cũng không sao. Sau này, khi ngươi hành tẩu ở Ninh Quốc, có lệnh bài này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra, lệnh bài này còn có một số tác dụng khác. Trong lệnh bài có một trận pháp nhỏ tên tụ long trận. Trận pháp này có thể hội tụ long khí, nếu sau này gặp phải kẻ địch, chỉ cần có đủ linh thạch cực phẩm là có thể thôi động trận này, thu được một tia long khí để tăng cường thực lực. Tia long khí này sẽ tăng sức mạnh nhục thân của ngươi trên diện rộng, với ngươi hiện tại thì nó có tác dụng rất lớn. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng cất lệnh bài đi, đa tạ tiền bối. Nam tử trung niên mỉm cười nói, hôm nay ngươi tiến vào bí cảnh của ta cũng coi như có duyên với ta. Nếu đã có duyên, đương nhiên ta muốn để lại một tia ân tình. Thiếu niên này, hy vọng ngày khác còn có cơ hội gặp nhau. Nói xong, thân thể ông dần mờ đi. Chốc lát sau, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên nhìn thoáng sang bên cạnh, cách chỗ ông không xa còn có hai cái hộp màu vàng óng. Hắn không lấy mà quay người rời đi. Không thể có lòng tham không đấy. Nam tử trung niên kia đã không đưa hai cái hộp còn lại cho hắn, đương nhiên hắn không thể tự tiện lấy đi. Ngay khi Diệp Huyên quay người rời đi không lâu, nam tử trung niên vừa biến mất đột nhiên lại xuất hiện. Ông ta nhìn thoáng qua hai cái hộp vàng óng bên cạnh, lắc đầu cười nói, là mầm mống tốt, đáng tiếc, không phải người Ninh Quốc ta thực sự đáng tiếc. Dứt lời, hình ảnh ông ta hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên vừa đi ra khỏi sơn động đã thấy trời đất quay cuồng. Rồi mọi thứ trở nên mơ hồ mờ ảo, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất. Không biết bao nhiêu lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này hắn đã ở bên ngoài bí cảnh. Trước mặt hắn, cách không xa chính là Lão Kỳ và mấy người Khương Cửu. Thấy Diệp Huyên, mấy người Khương Cửu cùng thở phào một hơi. Mạc Vân Khởi đi tới trước mặt hắn đánh giá hắn một chút, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích luôn rồi chứ. Diệp Huyên cười nói, có chút việc chậm trễ, đã để mọi người đợi lâu. Khương Cửu bước tới trước mặt Diệp Huyên, đánh giá hắn một chút, sau đó nói, ngươi không sao thì ta đi. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước nàng ấy đã quay lại nhìn Diệp Huyên, cả giận hỏi, không tiễn à. Diệp Huyên. Đám người Mạc Vân Khởi đứng một bên cười lên ha hả. Một lát sau, Diệp Huyên tiễn Khương Cửu một đoạn không xa. Khương Cửu khẽ nói, vậy còn những người kia, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, nếu ngươi về đế đô thì đó sẽ là một tử cục. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng ta phải đối mặt. Khương Cửu nhìn hắn, có thể ta không giúp được ngươi nữa. Đã vượt ngoài năng lực của ta rồi. Diệp Huyên quay sang nhìn Khương Cửu, nhếch miệng cười nói, tiểu Cửu, cô đã giúp ta rất nhiều rồi, đừng có tham dự vào nữa, sẽ không tốt cho cô, càng không tốt cho Hoàng thất Khương Quốc. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên chăm chăm. Diệp Huyên đang định nói gì đó, đột nhiên nàng ấy tiến lại trước mặt hắn, sửa sang lại phần ngực áo xốc xếch cho hắn, dặn dò, nhớ kỹ, phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt, nhất định. Dứt lời, nàng ấy xoay lưng rời đi. Nàng ấy đi rất nhanh, rất vội, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm mặc một lát, đột nhiên quay người nhìn về phía Lão Kỳ đứng cách đó không xa, nói ta muốn tới học viện Thương Mộc. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ nói, giết hết bọn chúng. Chương 199, ta cũng không biết. Xử lý học viện Thương Mộc. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, những người xung quanh đều sửng sốt. Mạc Vân Khởi ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi muốn đánh trả sao? Đi ết gật đầu, đánh trả.
Mạc Vân Khởi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Diệp Thổ Phỉ, có lẽ chúng ta đánh không lại. Bạch Trạch gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nhìn hai người, đánh không lại thật, nhưng chúng ta không đánh bọn họ thì bọn họ sẽ không đánh chúng ta à. Hai người im lặng. Bây giờ rõ ràng học viện Thương Mộc muốn học viện Thương Lan của bọn họ đi đời mà. Hai học viện thật sự đã đến mức không chết không thôi rồi. Dù học viện Thương Lan xin tha, học viện Thương Mộc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ vậy, mấy người Mạc Vân Khởi cũng bình tĩnh lại, Mạc Vân Khởi gật đầu, vậy thì đánh thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Lão Kỷ nhẹ giọng nói, về học viện trước đã. Mọi người gật đầu. Lúc này, cửu lâu chủ của Túy Tiên Lâu và Khương Việt Thiên đột nhiên xuất hiện, cửu lâu chủ nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiểu hữu, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cúi người với cửu lâu chủ và Khương Việt Thiên, cảm ơn hai vị đã âm thầm giúp đỡ. Nhìn thấy Diệp Huyên như thế, nụ cười trên mặt cửu lâu chủ và Khương Việt Thiên càng sáng lạn hơn. Lần này bọn họ ra tay giúp đỡ là vì cái gì? Đương nhiên là vì lôi kéo Diệp Huyên rồi, mà lúc này, Diệp Huyên biết ơn như vậy đã đúng với mục đích của bọn họ rồi. Ai cũng không muốn giúp một kẻ vô ơn mà. Cửu lâu chủ cười nói, các vị muốn trở về đế đô, vừa khéo có thể ngồi thuyền bay của Túy Tiên Lâu ta, chúng ta đã chuẩn bị thuyền bay xong rồi. Diệp Huyên chắp tay, vậy thì cảm ơn nhé. Cửu lâu chủ cười nói, đều là chuyện nhỏ, tiểu hữu đừng khách sáo thế. Mọi người nhanh chóng đi lên thuyền bay, trở về đế đô. Xung quanh thuyền bay có cửu lâu chủ, Khương Việt Thiên và Lão Kỳ đích thân hộ tống. Nơi nào đó, Thác Bạt Ngạn nhìn đám người Diệp Huyên rời đi, không nói gì. Ông lão sau lưng nàng ta trầm giọng nói, cũng may Ninh quốc ta không tham gia lần vây quét này, nếu không e rằng phải tổn hại không biết bao nhiêu thiên tài rồi. Bà lão bên cạnh ông lão gật đầu, mấy người Diệp Huyên này đều rất mạnh, đặc biệt là Diệp Huyên kia, e rằng thực lực của hắn đã có thể đấu lại thần hợp cảnh rồi. Nói đến đây, bà ta như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười khẩy, nghe nói năm đó người này dẫn muội muội đến học viện Thương Mộc, hy vọng có thể gia nhập học viện Thương Mộc. Nhưng học viện Thương Mộc lại từ chối, đám trưởng lão kia của học viện Thương Mộc đúng là óc heo, cứ thể đẩy một tên yêu nghiệt thế này cho học viện Thương Lan, chắc bây giờ tim bọn họ đang nhỏ máu đấy. Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng nói, mệnh cực tất suy. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nội bộ đế quốc Đại Vân mục nát, thế lực trên núi nhiều lần xuất hiện, một vài quốc gia xung quanh đều đang thủ thế, e rằng Thanh Châu này không còn yên bình được bao lâu nữa đâu. Bà lão phía sau Thác Bạt Ngạn gật đầu, cũng may lần này chúng ta không tham gia vây quét người này, nếu tổn thất nhân tài trong nước chắc chắn sẽ là tổn thất chí mạng với chúng ta. Nói đến đây, bà ta khẽ thở dài, nếu Diệp Huyên này là người của Ninh quốc ta, đáng tiếc. Thác Bạt Ngạn nói khẽ tính cách người này thế nào, có lòng yêu nước không? Bà lão lại thở dài lần nữa, bệ hạ có điều không biết, trước đây người này thấy quân Đường tàn sát dân chúng Khương quốc ở lưỡng giới thành. Ngày đó trong thành không một ai dám ra tay, chỉ có cậu ta dũng cảm, cuối cùng dám lấy sức một người chặn lại mấy nghìn thiết kỵ quân Đường, hoàng thất Khương quốc bảo vệ cậu ta như vậy ngoài xem trọng thiên phú của cậu ta, chắc chắn cũng có một nguyên nhân lớn là vì chuyện này. Một thiên tài tuyệt thế xem mình như người Khương quốc, có lòng yêu nước, sẽ liều mạng không sợ chết bảo vệ danh dự của đất nước, đương nhiên hoàng thất Khương quốc phải ra sức lôi kéo bảo vệ rồi. Thác Bạt Ngạn chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết đang nghĩ gì. Lúc này, bà lão lại nói, nhưng lần này người nọ giết nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy, những người này đều có thế lực đứng sau, đặc biệt là học viện Thương Mộc ở đế quốc Đại Vân và thế giới ngầm kia, hai thế lực này nhất định sẽ trả thù, học viện Thương Lan ở Thanh Châu này hoàn toàn không thể bảo vệ được cậu ta. Nhưng nói chung là chuyện này cũng không liên quan đến Ninh quốc chúng ta. Thác Bạt Ngạn đột nhiên mở mắt ra, truyền lệnh bảo người bên dưới theo dõi hướng đi của Khương quốc bất cứ mọi lúc. Bà lão chần chừ một chút, sau đó gật đầu, vâng. Thác Bạt Ngạn xoay người rời đi. Trên thuyền bay, sau khi leo lên thuyền, mấy người Diệp Huyên đều trở về phòng riêng của mình. Chữa thương. Trong bí cảnh, mọi người đều bị tổn thương theo nhiều mức độ khác nhau, việc cấp bách của bọn họ bây giờ chính là chữa thương. Mà trong bóng tối ở xung quanh thuyền bay đã có cửu lâu chủ, Khương Việt Thiên và Lão Kỳ bảo vệ. Rõ ràng bọn họ đều sợ học viện Thương Mộc đánh lén. Bây giờ học viện Thương Mộc rõ ràng đã là chó cùng rứt dậu, chuyện gì cũng có thể làm được. Khương Việt Thiên tìm thấy Lão Kỳ ở một nơi nào đó, lúc này Lão Kỳ đã say khướt. Khương Việt Thiên quan sát lão,
nói với giọng điệu nặng nề, rốt cuộc kẻ đứng sau tiểu tử kia là ai? Lão Kỳ uống một ngụm rượu, lắc đầu. Khương Việt Thiên cười khổ, Kỳ huynh, ngay cả ta cũng không thể biết sao. Lão Kỳ lắc đầu một lần nữa, ta cũng không biết. Khương Việt Thiên cau mày, sao huynh có thể không biết được? Lão Kỳ nhẹ giọng nói, chưa từng hỏi, cũng sẽ không hỏi. Đương nhiên lão biết có người đứng sau Diệp Huyên, nếu không Diệp Huyên có giỏi đến mức nào cũng không thể có thành tựu như thế về mặt kiếm đạo. Nhưng lão chưa từng hỏi bao giờ cả. Khương Việt Thiên im lặng một lát rồi nói tiếp, sau này huynh muốn ứng phó thế nào? Ứng phó? Bây giờ kẻ ngốc cũng biết sau đó học viện Thương Lan sẽ bị trả thù điên cuồng đến mức nào. Lão Kỳ lại uống một ngụm rượu, sau đó nằm trong không trung, chẳng mấy chốc đã có tiếng ngáy vang lên. Thấy cảnh này, mặt Khương Việt Thiên đen lại. Chương 200, sử dụng tháp giới ngục. Một lát sau, ông ta xoay người bỏ đi. Khương Việt Thiên tìm đến Cửu Lâu Chủ. Ông ta vừa định lên tiếng, Cửu Lâu Chủ đã lắc đầu, ta cũng không biết gì hết. Vẻ mặt Khương Việt Thiên trở nên cứng đờ, sau đó, ông ta cười khổ, không thể tiết lộ một chút gì sao. Nói thật, bây giờ Lão Phu đang rất hoảng loạn. Cửu Lâu Chủ nói với giọng điệu nặng nề, học viện Thương Mộc hành động như vậy thật sự quá bỉ ổi, học viện bỉ ổi vô liêm sỉ như thế, Túy Tiên Lâu ta không thích, vì thế dù phía sau cậu ta có ai hay không, Túy Tiên Lâu ta vẫn sẽ đứng về phía cậu ta. Trên đời này vẫn phải có chút chính nghĩa mới được. Khương Việt Thiên hơi cong môi, coi huynh nói nhảm kìa. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên cắn nuốt một viên đan kim sang, hiệu quả đan dược vô cùng tốt, vết thương trên người hắn đã bắt đầu hồi phục với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, giữa lông mày của hắn lập tức xuất hiện một chữ thổ màu vàng. Đạo tắc. Thông qua đạo tắc này, bây giờ hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong tầng thứ nhất của tháp giới ngục, thậm chí còn cảm nhận được sức mạnh thần bí như có như không. Dường như đây chính là sức mạnh của tầng thứ nhất tháp giới ngục. Cô gái bí ẩn đã nói với hắn, bây giờ hắn có thể sử dụng tầng thứ nhất của tháp giới ngục đối địch, nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu không phải đến thời khắc cuối cùng thì tốt nhất đừng sử dụng. Mà lúc này, khi hắn thử tiếp xúc với sức mạnh này, hắn lại thấy hơi khiếp sợ. Giống như cơ thể sẽ bị rút cạn vậy. Diệp Huyên vội vã thu hồi đạo tắc. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Mất sức. Hắn cảm thấy bây giờ cả người mình đang bị mất sức. Diệp Huyên cực kỳ sợ hãi, rốt cuộc đó là sức mạnh gì? Bây giờ hắn đã biết vì sao cô gái bí ẩn không cho hắn sử dụng tháp giới ngục rồi, bây giờ hắn hoàn toàn không có năng lực sử dụng nó, nếu cố dùng thật sự có thể sẽ chết. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, không nghĩ đến nguồn sức mạnh kia nữa, càng nghĩ càng sợ hãi. Một lát sau, khi cảm thấy cơ thể khỏe hơn một chút, hắn lấy một người gỗ nhỏ trông giống Diệp Liên 8-9 phần ra. Diệp Liên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve người gỗ trong tay, không biết nha đầu đi tới bên kia có quen không. Nói xong, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định, Bắc Hàn Tông, Trung Thổ Thần Châu, đợi ca ca sẽ đến đó nhanh thôi, đến lúc đó, huynh muốn người trên đời này nghe thấy tên huynh sẽ không dám ước hiếp muội. Nói xong, hắn cất người gỗ đi. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng. Điều Diệp Huyên muốn làm bây giờ là cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ khi có thực lực mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, mới có thể theo đuổi người mình thích. Không có thực lực, tất cả đều là vô nghĩa. Trong mấy căn phòng riêng khác, lúc này mấy người Mạc Vân Khởi cũng có suy nghĩ giống với Diệp Huyên. Lúc này, bọn họ lại cảm nhận được nguy cơ một lần nữa. Nguy cơ thật sự. Trong bí cảnh lần này, mấy người bọn họ đều suýt chết. Ngay cả Diệp Huyên cũng suýt chết rất nhiều lần. Không cố gắng, sau này không phải suýt nữa, mà là chết thật. Mà lần này, bọn họ cũng đã có hiểu biết về thiên tài và yêu nghiệt đến từ nơi khác. Khoảng cách. Không thể không thừa nhận, giữa bọn họ và những thiên tài yêu nghiệt đứng đầu kia vẫn có khoảng cách. Dù là vì học viện Thương Lan hay vì bản thân mình, đều phải cố gắng. Tâm trạng của Diệp Huyên và cả ba người Mạc Vân Khởi đều có chút thay đổi. Hai ngày sau, thuyền bay đến đế đô. Sau khi thuyền bay đáp xuống, bốn người Diệp Huyên đi xuống thuyền bay, bọn họ không trở về học viện Thương Lan mà đi thẳng đến học viện Thương Mộc. Dọc trên đường đi có vô số người theo sau. Đương nhiên đa số đều đi theo để hóng hớt. Chẳng mấy chốc, chuyện bốn người Diệp Huyên trở về đế đô đã truyền khắp đế đô như bệnh dịch, vì thế, rất nhiều người đều đi đến học viện Thương Mộc.
Lão Kỳ không đi cùng, mà là trở về học viện Thương Lan. Lão đi vào trong một ngôi điện nhỏ ở phía sau núi của điện Thương Lan, lấy ba nén hương đen châm lửa, khói chậm rãi bay lên, chẳng mấy chốc, một nam tử trung niên hư ảo xuất hiện trong khói mù. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Lão Kỳ, khói truyền giới. Có chuyện gì à? Lão Kỳ chắp tay, Kỳ Vẫn, học viện Thương Lan của Thương Châu mong Tổng viện giúp đỡ, ta. Nam tử trung niên cau mày, gã ta ngắt lời Lão Kỳ, học viện Thương Lan của Thanh Châu. Lão Kỳ gật đầu, đúng thế. Nam tử trung niên quan sát Lão Kỳ, ông chính là Kỳ Vẫn năm đó rời khỏi Tổng viện, còn tuyên bố muốn viện trưởng xin lỗi đúng không? Lão Kỳ im lặng. Nam tử cười khẩy, năm đó ra oai lắm mà, sao hả, bây giờ lại muốn cầu cứu Tổng viện à? Sự kiêu ngạo của ông đâu? Sự ngang ngược lúc ông rời viện ngày đó đâu rồi? Lão Kỳ vẫn im lặng. Lúc này, nam tử trung niên lại nói tiếp, chắc ông không biết, ông đã bị Tổng viện xóa tên rồi, bây giờ ông đã không còn là học viên của Học viện Thương Lan nữa, còn Học viện Thương Lan ở Thanh Châu, bản tôn đại diện Học viện Thương Lan cảnh cáo ông, học viện ta chưa từng mở phân viện ở Thanh Châu, cũng sẽ không thừa nhận học viện mà ông mở ra ở nơi đó. Hơn nữa, ông không được dùng bốn chữ, Học viện Thương Lan, tùy ý mở học viện, nếu không, Học viện Thương Lan ta nhất định sẽ không tha cho ông. Nói xong, gã ta lập tức biến mất. Xóa tên. Lão Kỳ hơi ngơ ngác, đã xóa tên ta rồi. Chương 201, một đám không có bi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lão Kỳ đi ra từ trong cung điện nhỏ. Vẫn là dáng vẻ say khướt như mọi khi. Trên con phố nào đó ở đế đô. Bốn người Diệp Huyên bước nhanh về phía xa, một đám người đi theo sau bọn họ, hơn nữa còn ngày càng đông hơn. Mạc Vân Khởi bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Diệp Thổ Phỉ, chúng ta đi thế này có khi nào sẽ thua không? Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, lát nữa nhìn ta này. Mạc Vân Khởi. Chẳng mấy chốc, một nhóm người đi tới dưới chân Thương Sơn. Mấy nghìn người đã tập trung phía sau mấy người Diệp Huyên, hơn nữa số người còn đang không ngừng tăng lên. Rất rõ ràng những người này đều đến để xem trò vui. Diệp Huyên nhìn lên Thương Sơn, một giây sau, hắn chỉ tay một cái, một thanh kiếm cắm thẳng lên mắt đất cách hắn mấy chục trượng. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Thương Sơn, học viên Diệp Huyên của Học viện Thương Lan đến khiêu chiến. Khiêu chiến. Âm thanh tựa như tiếng sấm của Diệp Huyên vang vọng khắp xung quanh. Tiếng khiêu chiến này khiến nhiều người có mặt lập tức nhiệt huyết sôi trào. Vì một vài hành động của Học viện Thương Mộc đã khiến danh tiếng của bọn họ trở nên cực kỳ tồi tệ ở đế đô. Mà lúc trước Diệp Huyên giết chết học viên đến từ Đường Quốc, khiến rất nhiều người tán thành hắn, đặc biệt là những binh sĩ kia. Vì vậy bây giờ có rất nhiều người của đế đô bắt đầu đứng về phía Diệp Huyên, thậm chí còn muốn gia nhập Học viện Thương Lan, nhưng tiếc là bây giờ Học viện Thương Lan cũng không có ý định nhận người. Xung quanh, trên Thương Sơn không có chút động tĩnh gì. Thấy Thương Sơn im lặng như thế, đám người bắt đầu bàn tán xôn xao, có châm chọc, cũng có lạnh lùng chế giễu. Biết bao nhiêu năm rồi, Học viện Thương Mộc chưa từng bị khiêu chiến như thế bao giờ. Học viện Thương Mộc sẽ đáp trả thế nào đây? Mọi người đang có mặt đều nhìn lên Thương Sơn. Nếu hôm nay Học viện Thương Mộc không đáp trả, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành trò cười của cả đế đô. Mà uy vọng và danh tiếng của bọn họ nhất định sẽ tụt dốc không phanh một lần nữa. Đây chính là vả mặt trực diện. Học viện Thương Mộc không thể không đáp trả. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Người đến chính là Lê Tu. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, muốn đấu một trận. Nói xong, hắn nhìn Lê Tu, sao hả, Học viện Thương Mộc không có ai dám ra đấu một trận với ta à? Lê Tu hít mắt lại, Diệp Huyên. Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn thời gian đến Học viện Thương Mộc của ta à? Ngươi! Bớt nói nhảm đi! Diệp Huyên đột nhiên giận dữ nói, Học viện Thương Mộc của ông chỉ cần nói một câu thôi, đánh hay là không? Nếu thế hệ trẻ tuổi không có ai? Nói đến đây, tay phải hắn giơ lên, chĩa thẳng kiếm liên tú trong tay về phía Lê Tu, ông đến cũng được, ta đấu tay đôi với ông, sống chết tự chịu trách nhiệm. Đấu tay đôi với Lê Tu. Xung quanh trở nên ồn ào. Lê Tu này là phó viện trưởng của Học viện Thương Mộc đấy. Dù là kẻ yếu nhất, nhưng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Diệp Huyên sao có thể đấu lại được. Đám người Mạc Vân Khởi bên cạnh Diệp Huyên cũng hơi khiếp sợ, rõ ràng bọn họ không ngờ Diệp Huyên sẽ ngang nhiên khiêu chiến Lê Tu này. Cách đó không xa,
Vẻ mặt của Lê Tu lập tức trở nên khó coi. Đồng ý chiến đấu. Đương nhiên ông ta không dám. Vì ông ta biết rõ những chuyện Diệp Huyên làm trong bí cảnh, Diệp Huyên bây giờ hoàn toàn có năng lực vượt cấp chém chết ông ta. Nếu ông ta ứng chiến thì ông ta sẽ chết chắc, nhưng nếu không ứng chiến, tin này truyền ra ngoài, không chỉ có một mình ông ta, mà cả học viện Thương Mộc đều sẽ mất hết mặt mũi. Câu nói của Diệp Huyên đã dồn ông ta đến bước đường cùng. Mọi người đều đang nhìn Lê Tu. Đấu hay là không? Lê Tu siết chặt hai tay, sắc mặt cực kỳ u ám. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cất kiếm đi, nhẹ giọng nói, học viện Thương Mộc, từ trên xuống dưới đều là một đám không có bi. Láo xược. Lê Tu quát lên, Diệp Huyên, ngươi. Ông bớt nói nhảm đi. Diệp Huyên chợt tức giận chỉ vào Lê Tu, ông chỉ cần nói một câu thôi, có dám chiến đấu hay không, không dám thì cút nhanh lên, muốn đánh thì đánh, nói nhiều thế làm gì. Lê Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, gần giọng nói, nếu ngươi đã muốn đánh thì lão phu sẽ tiếp. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Người đến chính là Lý Huyền Thương, viện trưởng của Học viện Thương Mộc. Lý Huyền Thương nhìn Diệp Huyên, Học viện Thương Lan không dạy ngươi thế nào là tôn trọng trưởng bối à? Diệp Huyên cất kiếm đi, nhẹ giọng nói, sao nào, người của Học viện Thương Mộc chỉ biết mạnh miệng thôi à, không có một ai dám đánh một trận sao? Lý Huyền Thương híp hai mắt lại, đương nhiên Học viện Thương Mộc ta có người rồi, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, đánh hay không, sao cứ nói nhảm nhiều thế, lão tử không đánh với các ngươi nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi, chúng ta đi, không lải nhải với đám người ẻo là này nữa. Mạc Vân Khởi nghiêm túc gật đầu, đúng là ẻo là thật, chúng ta đi thôi. Nói xong, bốn người Diệp Huyên xoay người đi. Lý Huyền Thương đứng phía sau bốn người Diệp Huyên mang vẻ mặt lạnh lẽo, không biết nghĩ gì. Ông ta vốn dĩ định nếu Diệp Huyên khiêu chiến mình, ông ta sẽ sử dụng tất cả lá bài tẩy để xử lý hắn trong nháy mắt. Nhưng khiến ông ta không ngờ Diệp Huyên lại không khiêu chiến với mình mà còn xoay người bỏ đi một cách dứt khoát. Người này hoàn toàn không phải một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, hắn biết lúc nào nên đánh lúc nào không nên đánh. Chẳng mấy chốc, đám người Diệp Huyên đã biến mất cách đó không xa, sau khi Diệp Huyên biến mất, những người xung quanh cũng theo chân rời đi. Chương 202, mạng quan trọng hơn. Chẳng mấy chốc, dưới chân Thương Sơn yên tĩnh trở lại. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn Lê Tu ở cách đó không xa, khi nãy nếu ngươi ra tay thì sẽ chết chắc. Lê Tu đáp lại bằng giọng điệu nặng nề, ta biết. Nhưng Học viện Thương Mộc không thể mặc cho hắn sỉ nhục như thế được. Lý Huyền Thương nói khẽ, bây giờ, Học viện Thương Mộc ta đã chẳng còn thể diện gì để nói nữa rồi. Lê Tu hơi cúi đầu, lúc đầu nếu ta. Nói đến đây, ông ta lắc đầu thở dài. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn theo hướng đám người Diệp Huyên rời đi, chuyện đã qua, không cần quá chú ý. Sau đây, chúng ta cứ xem Học viện Thương Lan sẽ đối mặt với sự trả thù của những thế lực kia như thế nào. Hắn ta, chết chắc rồi. Nói đến đây, ông ta như nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Lê Tu, chuyển lời đến Đường Quốc, chỉ cần bọn họ khiến Diệp Huyên này biến mất khỏi cõi đời, sau này Học viện Thương Mộc ta sẽ giúp sức cho bọn họ. Nghe vậy, Lê Tu hơi chần chừ, hợp tác với Đường Quốc có phải hơi nối giáo cho giặc không? Lý Huyền Thương nhẹ giọng nói, sau này Khương Quốc biến thành Đường Quốc cũng không có hại gì với chúng ta cả, nhưng nếu Diệp Huyên không chết, sau này chắc chắn cậu ta sẽ lật đổ Học viện Thương Mộc ta. Lê Tu gật đầu, đã hiểu. Nói xong, ông ta xoay người đi. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn về phía xa, sau đó xoay người biến mất. Chẳng mấy chốc, tin tức Học viện Thương Mộc không dám ứng chiến lại truyền khắp đế đô một lần nữa. Trước đây, người ở đế đô đều xem việc gia nhập Học viện Thương Mộc là vinh quang, nhưng bây giờ, học viên của Học viện Thương Mộc đi ra ngoài cũng không dám nói mình là người của Học viện Thương Mộc. Ngay cả người thân bạn bè của bọn họ cũng không dám khoe khoang nữa. Quá mất mặt. Thật sự mất mặt chết đi được. Ngược lại, Học viện Thương Lan sau mười mấy năm mai danh ẩn tích lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người một lần nữa. Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, mấy cái tên này gần như nổi tiếng ở khắp đế đô. Không chỉ ở đế đô, mà cả Khương Quốc đều biết đến bọn họ. Đặc biệt là Diệp Huyên, bây giờ tiếng tăm của hắn đã gần bằng An Lan Tú năm đó rồi. Học viện Thương Lan. Buổi tối. Mọi người tập trung trong điện Thương Lan, ngồi xung quanh bàn. Diệp Huyên bưng mười mấy đĩa đồ ăn lên bàn, thịt cá rất phong phú.
Kỳ An Chi liếm đũa, vừa muốn ra tay thì lúc này, Lão Kỳ đột nhiên nói, ta có việc muốn nói với mọi người. Mọi người nhìn về phía Lão Kỳ, Lão nhẹ giọng nói, ăn xong trước đã. Kỳ An Chi bắt đầu ăn cực kỳ nhanh, chưa được mấy giây, một con cá ở trước mặt nàng ta chỉ còn lại xương. Thấy cảnh này, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch ngây người, sau đó vội động đũa. Chậm một chút e rằng cả xương cũng không còn. Diệp Huyên nhìn bọn họ, lắc đầu nở nụ cười, đừng vội, nhà bếp vẫn còn. Mạc Vân Khởi giơ ngón tay cái với Diệp Huyên, Diệp thổ phỉ, món ăn ngươi nấu ngon thật, có thể sánh bằng mẹ ta rồi. Diệp Huyên. Nửa khắc sau, trên bàn bị ăn sạch sành xanh. Mạc Vân Khởi nằm trên ghế, vỗ bụng mình, sau đó nhìn về phía Lão Kỳ, có việc gì thì nói mau đi, nói xong ta còn phải đi tu luyện nữa. Ba người Diệp Huyên nhìn về phía Lão Kỳ. Lão Kỳ uống một ngụm rượu, sau đó nói, bây giờ bốn người các ngươi thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi đế đô. Nghe vậy, bốn người Diệp Huyên đều ngơ ngác. Lão Kỳ lại nói, khi nãy liên lạc với Tổng viện không quan tâm đến ta, nói cách khác, chúng ta không có người giúp đỡ nữa. Mạc Vân Khởi hơi chần chừ, sau đó nói, Lão Kỳ, không phải ông đánh nhau rất giỏi sao? Lão Kỳ nhìn Mạc Vân Khởi một cái, ta đánh một người, mấy người còn lại thì ngươi đánh, được không? Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên ở bên cạnh nói với giọng điệu nặng nề, Lão Kỳ, rất nghiêm trọng sao? Lão Kỳ gật đầu, rất nghiêm trọng, bốn người các ngươi trốn cả đi, chia nhau ra trốn, chạy được đến đâu hay đến đó. Diệp Huyên cau mày, không cần học viện Thương Lan nữa sao? Lão Kỳ nhìn hắn, mạng quan trọng hơn. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Rời đi. Mọi người đều chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì bọn họ đã xem nơi này là nhà rồi. Kể cả Diệp Huyên cũng thế. Thấy bốn người không động đậy, Lão Kỳ lắc đầu, đừng hành động theo cảm tính, ở lại nơi này sẽ chỉ hy sinh vô ích thôi, rời đi, cố gắng tu luyện, các ngươi đều rất có thiên phú, sau này sẽ có tương lai sáng lạn. Mạc Vân Khởi nhìn Lão Kỳ, vậy ông thì sao? Ông không đi à? Lão Kỳ nói, dù gì cũng phải có người ở lại ngăn cản, không phải sao? Không thì ngươi ở lại đi. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên ở bên cạnh đang định lên tiếng, đúng lúc này, một sức mạnh vô hình đột nhiên bao phủ cả điện Thương Lan. Khi áp lực vô hình này xuất hiện, bốn người Diệp Huyên lập tức như bị núi lớn đè lên đầu, cả người nặng nề như sắp không thở nổi. Lão Kỳ trong điện nói khẽ, đến nhanh thật đấy, còn không chỉ một người nữa, đây là muốn đuổi cùng giết tận mà. Chương 203, tiêu diệt Thương Lan. Lão Kỳ nói xong thì hơi lật tay phải một cái. Một sức mạnh vô hình tràn ra, chẳng mấy chốc, điện Thương Lan ầm ầm sụp đổ, vô số mảnh vụn bay đầy trời. Mà sức mạnh chèn ép trên người mấy người Diệp Huyên cũng lập tức biến mất, vẻ mặt mấy người Diệp Huyên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống trong bóng đêm, bao phủ khắp xung quanh. Một ông lão áo trắng đứng ở chỗ đối diện cách mấy người Diệp Huyên không xa, ông lão có mái tóc dài xõa ngang vai, hai tay chắp sau lưng, râu méo dài gần đến ngực. Bên cạnh ông ta còn có một thiếu niên khoảng 20 tuổi, sắc mặt lạnh tựa như băng. Ông lão áo trắng nhìn Lão Kỳ, vạn pháp cảnh đỉnh cao, không ngờ ở Thanh Châu giới nho nhỏ này vẫn còn có cao thủ như ông đấy. Lão Kỳ quan sát ông lão áo trắng, học viện Thương Mộc ở Đại Vân. Ông lão gật đầu, đúng thế. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, chắc hẳn ngươi chính là Diệp Huyên giết chết đệ tử Cam Thập Tam của học viện Thương Mộc ta trong bí cảnh. Diệp Huyên gật đầu, thản nhiên đáp, là ta. Ông lão áo trắng quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, nền tảng vững chắc như thế, còn tu luyện cả kiếm đạo và võ đạo, không đúng, thân thể của cậu cũng xem như đã tu luyện rồi. Người giống như cậu, đừng nói Thanh Châu này, dù là ở Đại Vân cũng rất hiếm thấy. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi hỏi tiếp, trước khi đến ta có điều tra rồi, nghe nói lúc trước ngươi từng đến học viện Thương Mộc, muốn gia nhập học viện Thương Mộc nhưng lại bị từ chối. Đây là sự thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo trắng lắc đầu, đám đạo sư của học viện Thương Mộc Khương Quốc này đúng là ngu xuẩn mà. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, dù lần này bị bọn họ lợi dụng, nhưng việc đã đến nước này cũng không cần nhiều lời nữa. Ngươi giết Cam Thập Tam, học viện Thương Mộc Đại Vân ta nhất định phải báo mối thù này. Diệp Huyên nhìn thiếu niên bên cạnh ông lão áo trắng, ta đấu tay đôi với hắn ta à? Ông lão gật đầu, nhưng dù thắng hay thua, hôm nay ngươi đều phải chết.
Dứt lời, ông ta nhìn đám người Lão Kỷ, phải nói là các ngươi đều phải chết. Nghe đến đây, mọi người đều đã hiểu rồi. Học viện Thương Mục Đại Vân phái thiếu niên này đến là muốn để hắn ta giết chết Diệp Huyên. Nếu hắn ta có thể giết chết Diệp Huyên thì rất tốt, lần này Học viện Thương Mục Đại Vân cũng tiện thể giúp thiếu niên này nổi tiếng luôn, hơn nữa, những người khác cũng sẽ không nói bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ. Còn nếu thiếu niên thua cũng chẳng sao cả, ông lão áo trắng vung tay tiêu diệt Diệp Huyên, từ đó, Học viện Thương Mục Đại Vân cũng có thể làm những thế lực ở Thanh Châu phải sợ hãi. Đương nhiên Diệp Huyên cũng hiểu ý của ông lão, hắn nhìn về phía Lão Kỷ nói, đánh. Đánh. Diệp Huyên không nói thêm một câu nào nữa, xông thẳng đến chỗ thiếu niên. Nói đánh thì đánh thôi. Vào lúc Diệp Huyên di chuyển, thiếu niên bên cạnh ông lão áo trắng cũng lập tức biến mất. Ầm. Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Hai bóng người nhanh chóng lùi về sau, Diệp Huyên và thiếu niên đồng thời trở về chỗ mình đứng ban đầu. Hai người mới dừng lại, nền đá dưới chân bọn họ đã nứt toác trong nháy mắt. Thiếu niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, một giây sau, hắn ta dậm chân phải xuống đất. Ầm. Mặt đất dưới chân Diệp Huyên lại nứt thêm, một sức mạnh nháy mắt đẩy Diệp Huyên lùi xa mấy chục trượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, thiếu niên đã tung người lao ra ngoài như mãnh hổ bắt mồi, cách xa mười mấy trượng, nhưng chỉ chớp mắt một cái thiếu niên đã đến trước mặt Diệp Huyên, đá một cước về phía hắn. Cú đá này mang theo tia sáng nhàn nhạt màu vàng, còn có tiếng xé rách chói tai. Diệp Huyên hít mắt, tay phải siết chặt thành nắm đấm, sau đó đấm một quyền lên trên. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Cú đấm này không chỉ có lực, còn mang theo cả chiến ý. Chiến ý ngút trời. Đấm ra một phát. Ầm. Thiếu niên bay ra ngoài, ngã xuống trước mặt ông lão áo trắng, tạo ra một cái hố nhỏ dưới mặt đất. Hắn ta bò dậy, lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tông sư võ đạo. Tông sư võ đạo. Mọi người xung quanh, kể cả ba người Mạc Vân Khởi đều thấy khiếp sợ. Bọn họ biết Diệp Huyên đã lĩnh ngộ chiến ý, nhưng lĩnh ngộ chiến ý không có nghĩa là tông sư võ đạo, lúc trước, Diệp Huyên cũng không xem như một tông sư võ đạo. Mà bây giờ, cú đấm này của hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ tông sư võ đạo rồi. Uy lực của một quyền có thể so với võ kỹ bậc địa. Hơn nữa còn là một quyền rất tùy ý. Sắc mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, tay phải chậm rãi siết chặt, lúc này hắn chỉ muốn chiến đấu thôi, không muốn nhiều lời. Thiếu niên ở phía xa lại biến mất lần nữa. Vụt. Trong tầm mắt Diệp Huyên có một tàn ảnh lướt qua. Tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên bình tĩnh vung tay đấm một cú ra. Ầm. Tàn ảnh kia lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, một bóng người ngã xuống bên cạnh ông lão áo trắng. Chương 204, ta đã báo cho sư tôn rồi. Chính là thiếu niên kia. Thiếu niên lập tức đứng dậy, hắn ta lau đi máu tươi trên khóe miệng, đang muốn ra tay một lần nữa, ông lão áo trắng bên cạnh hắn ta đột nhiên ngăn lại, không cần nữa. Thiếu niên nhìn về phía ông lão, trong mắt ngoài tức giận còn có không cam lòng. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nói khẽ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vẻ mặt của thiếu niên hơi dữ tợn, rõ ràng là không phục, trong những người cùng cấp, hắn ta chưa từng chịu thiệt thòi như vậy bao giờ. Ông lão lạnh lùng nhìn thiếu niên, tuổi trẻ không phải không được ngông cuồng, nhưng ngông cuồng đến mức không tự mình biết mình thì chính là ngu xuẩn. Lần này dẫn ngươi ra ngoài là muốn ngươi biết thiên hạ rộng lớn, trước giờ không thiếu thiên tài yêu nghiệt. Thấy ông ta nổi giận, rõ ràng là thiếu niên hơi sợ hãi, lập tức cúi người, lùi lại sau lưng ông lão. Nhưng ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ông lão áo trắng nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ lão phu đã biết vì sao Học viện Thương Mộc Khương Quốc bất chấp tất cả để giết chết ngươi rồi. Người như người, nếu là kẻ thù, nhất định không thể tha. Dứt lời, ông ta giơ tay phải lên chèn ép Diệp Huyên từ xa. Ních thân ra tay. Một sức mạnh vô hình nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, muốn nghiền nát hắn. Diệp Huyên hít mắt, trong mắt không hề có ý sợ hãi. Hắn thật sự đánh không lại người trước mặt, nhưng không có nghĩa là hắn sợ ông ta. Chiến. Chiến ý mạnh mẽ bao phủ quanh người Diệp Huyên. Nhưng khi đối mặt với uy thế của ông lão, chiến ý này lập tức vỡ tan. Chênh lệch giữa hai người thật sự quá to lớn. Chênh lệch này, bất cứ ngoại vật gì cũng không thể bù đắp được. Đúng lúc này, Lão Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Một giây sau, lão vung nhẹ tay phải, sức mạnh cường đại tựa như sóng biển cuồn cuộn lan tràn ra từ trong cánh tay.
Ầm. Hai luồng sức mạnh vừa chạm vào nhau đã nổ tung, sóng khí vô hình từ trong trận đấu lan tràn ra bốn phương tám hướng, khiến mặt đất xung quanh chấn động đến mức nứt toác. Lão Kỳ nhẹ nhàng đè tay phải xuống, sóng khí kia lập tức vỡ tan, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Xa xa, ông lão áo trắng nhìn thoáng qua Lão Kỳ, xem ra muốn tiêu diệt học viện Thương Lan này vẫn phải tiêu diệt ông trước mới được. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Hiện tại, Lão Kỳ là người mạnh nhất của học viện Thương Lan, nếu Lão Kỳ chết, việc tiêu diệt học viện Thương Lan chắc chắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lão Kỳ giơ tay trái về sau đẩy nhẹ một cái, trong nháy mắt, đám người Diệp Huyên đã bị một nguồn sức mạnh đẩy ra xa trăm trượng. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu bọn họ, tìm cơ hội chạy trốn. Chạy trốn. Diệp Huyên nhìn Lão Kỳ đang đánh nhau với ông lão áo trắng ở phía xa, đi vào lúc này ư. Theo lý trí thì đúng là phải đi. Nhưng hắn biết mấy người bọn họ không thể đi được. Vì hắn đã cảm nhận được một vài hơi thở khó đoán ở xung quanh đã bị bao vây rồi. Hoàn toàn không có chỗ để đi. Những người này này đều đến để tiêu diệt học viện Thương Lan. Cũng là đến giết hắn, bọn họ hoàn toàn không có chỗ để trốn. Chạy trốn, trốn đi tu luyện, sau này báo thù. Những người này sẽ không cho phép. Mục đích bọn họ đến đây là muốn diệt trừ tận gốc, để tránh sau này bị trả thù. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách mấy người Diệp Huyên không xa, người đến chính là Lý Huyền Thương, bên cạnh ông ta còn có một người áo đen. Lý Huyền Thương nhìn Lão Kỳ đang đánh nhau ở cách đó không xa. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, hình như ngươi không còn chỗ dựa nữa, bây giờ có thể chết rồi. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Khi biết những cao thủ kia đến học viện Thương Lan, ông ta đã lập tức chạy đến, bây giờ là cơ hội tốt nhất để diệt trừ họa lớn, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này. Diệp Huyên híp hai mắt lại, vừa định ra tay, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Theo tiếng nổ lớn, Lý Huyền Thương quay lại chỗ ban đầu. Trước mặt Diệp Huyên chính là cửu lâu chủ của Túy Tiên Lâu, mà gần đó còn có Khương Việt Thiên. Hai người đang lạnh lùng nhìn hai người Lý Huyền Thương. Thấy hai người họ, sắc mặt Lý Huyền Thương lập tức trở nên nặng nề, cửu lâu chủ, Khương Việt Thiên, các ngươi thật sự muốn đối địch với học viện Thương Mộc ta sao? Cửu lâu chủ lạnh lùng nhìn Lý Huyền Thương, sau đó xoay người nhìn Diệp Huyên tiểu hữu. Hai người chúng ta chỉ có thể ngăn cản hai người này thay ngươi thôi, mà ở nơi này có ít nhất 6 người vạn pháp cảnh, 6 tên này đều đang quan sát trong bóng tối, có thể ra tay bất cứ lúc nào, ngoài ra, ta tin chắc thế giới ngầm cũng đã phái người đến, rốt cuộc người nọ ở đâu thì ta không biết, ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đã nói với Sư Tôn rồi. Sư Tôn. Nghe vậy, cửu lâu chủ ngây người, một giây sau, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Thương cách đó không xa. Cười ha ha, Lý Huyền Thương, học viện Thương Mộc ông làm nhiều chuyện bất nghĩa, Túy Tiên Lâu ta đã sớm chướng mắt rồi, hôm nay, Túy Tiên Lâu ra sẽ diệt trừ một tai họa lớn thay cho Khương Quốc. Dứt lời, ông ta xông về phía Lý Huyền Thương. Mọi người. Chương 205, cút đi. Thay trời hành đạo. Cách đó không xa, Lý Huyền Thương dữ tợn nói, ngươi điên rồi. Ông ta vừa dứt lời, cửu lâu chủ đã vọt tới trước mặt ông ta. Một tiếng nổ đinh tai như sét đánh vang lên trong sân, hai người vừa chạm vào nhau đã tách ra. Lý Huyền Thương đứng đối diện với cửu lâu chủ, nhìn chằm chằm ông ta, Túy Tiên Lâu các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, còn thay trời hành đạo sao? Con mẹ nó có phải đầu ngươi bị cửa kẹp hỏng rồi không? Cửu lâu chủ lạnh lùng nhìn Lý Huyền Thương, nói nhảm nhiều thế làm gì? Đến đây đánh một trận là được. Dứt lời, ông ta lại biến mất. Thấy cửu lâu chủ quyết tâm muốn đánh với mình, Lý Huyền Thương hoàn toàn bỏ đi ý định thương lượng, không nói nhảm nữa mà trực tiếp xông lên đón đánh. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, xung quanh hai người vang lên những tiếng nổ rung trời. Bên kia, Khương Việt Thiên đang nhìn chăm chú vào người áo đen cách mình không xa. Tối nay, chắc chắn ông ta và cửu lâu chủ phải cùng lên rồi. Nếu tối nay bọn họ không đến thì tất cả những việc đã làm trước đó đều trở nên uổng phí. Đặc biệt là Khương Việt Thiên đã đầu tư rất nhiều vào Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên chết, vậy mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông ta chẳng những không được gì mà còn bị học viện Thương Mộc điên cuồng trả thù nữa. Người áo đen đang đứng trước mặt Khương Việt Thiên, đột nhiên hỏi, hắn đáng để ngươi dùng toàn bộ hoàng thất Khương Quốc để đánh sao?
Khương Việt Thiên lạnh lùng đáp, học viện Thương Mộc đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, lẽ ra nên bị diệt trừ từ lâu rồi. Ông ta vừa dứt lời, người kia đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, người áo đen kia cũng biến mất. Diệp Huyên quay đầu nhìn ba người Mạc Vân Khởi, các ngươi đi đi. Đi. Ba người Mạc Vân Khởi ngẩn ra. Diệp Huyên nhìn bọn họ, nói, ba người các ngươi đi, đi ngay bây giờ. Mạc Vân Khởi trầm giọng hỏi, Diệp Thổ Phỉ, ngươi có ý gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía không xa, khẽ nói, thật sự không cần phải chết hết ở đây. Hiện giờ hắn cũng đã thấy rõ thế cục rồi. Tổng viện của Học viện Thương Lan đã chẳng quan tâm gì đến nơi này, một mình Lão Kỳ không chịu nổi nhiều áp lực như vậy. Đã là tuyệt cảnh. Có tuyệt vọng không? Đương nhiên là có đôi chút. Hiện thực tàn khốc và ép người như vậy đấy. Rốt cuộc thì Diệp Huyên hắn chẳng phải là một kiếm tiên, không thể vung một kiếm chặt đứt tất cả phiền phức. Kẻ yếu chẳng thể làm gì. Trước kia Diệp Huyên đã từng có trải nghiệm này, mà hiện giờ, trải nghiệm này lại càng thêm sâu sắc. Yếu, nhiều khi, chỉ có thể nhận mệnh. Mạc Vân Khởi đứng bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, Diệp Thổ Phỉ, trước khi nói những lời này ngươi có dùng não suy nghĩ không đấy? Diệp Huyên nhìn về phía hắn ta. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, vào lúc này, nếu chúng ta bỏ chạy, để lại ngươi và Lão Kỳ ở đây, vậy thì con mẹ nó, chúng ta còn là người sao? Phải, mặc dù chúng ta ở lại đây chẳng có tác dụng quái gì, nhưng cũng có thể cùng chết. Cùng chết? Ở lại, thật sự chỉ có thể cùng chết. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó nữa, Mạc Vân Khởi đã lắc đầu chặn lại, Học viện Thương Lan là nhà của ngươi, cũng là nhà của chúng ta. Bỏ chạy. Tham sống sợ chết, mặc dù con mẹ nó ta cũng muốn nhưng thật sự là không làm được. Mọi người cùng nhau đối mặt đi. Ngươi đừng có khuyên ta, nếu còn khuyên nữa, ta sợ ta sẽ động lòng mất. Cách đó không xa, Bạch Trạch liếc nhìn Mạc Vân Khởi, xem như ngươi cũng là một nam nhân. Mạc Vân Khởi trừng mắt với Bạch Trạch, thế nào là coi như? Ông đây vốn là nam nhân. Bạch Trạch chân thành nói, trước kia không nhìn ra. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua phía mấy người đang đại chiến một lát, chậm rãi khép hai mắt lại, đại thần lầu hai có thể tâm sự không? Không trả lời. Diệp Huyên lại hỏi, có muốn ra không? Lúc này, từ lầu hai bay ra một tấm giấy trắng, trên đó có mấy dấu chân xếp thành một vòng tròn. Diệp Huyên hoàn toàn không hiểu gì. Cái gì đây? Từ lầu hai đột nhiên lại bay ra một tờ giấy nữa, trên đó lại có một vòng tròn được tạo thành từ dấu chân. Không đúng. Diệp Huyên cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện ra hai vòng tròn này có hơi khác nhau. Hắn đặt hai tờ giấy cạnh nhau, đột nhiên phát hiện, hình như vòng tròn ở tờ giấy thứ hai hơi lăn về phía trước một chút. Lăn. Diệp Huyên ngây ngẩn. Con mẹ nó, muốn nói mình cút sao? Mặt Diệp Huyên đen lại, đại thần, không thể nói chuyện sao? Từ lầu hai, lại có một tờ giấy nữa bay xuống. Trên giấy chẳng có gì. Diệp Huyên ngẩn ra. Chẳng mấy chốc mặt hắn lại đen thui lại. Không có gì, con mẹ nó chứ, ý là không muốn nói. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa, đột nhiên lại thấy một tờ giấy nữa bay ra. Trên giấy vẫn là hai vòng tròn vẽ bằng dấu chân. Hiển nhiên, lại muốn bảo hắn cút. Cơ mặt Diệp Huyên co quắp một hồi, quả thực là không nể mặt chút nào cả mà. Hắn nhìn thoáng qua lầu hai, xem như đã hiểu. Sợ là cái tên này chỉ mong hắn chết thôi. Hắn chết rồi. Không chừng cái tên này có thể ra được. Hoặc là có thể thừa cơ đoạt tháp. Diệp Huyên lắc đầu, mình ngốc thật, còn trông cậy vào cái tên ở lầu 2 giúp đỡ gánh vác một hai. Cái tên này không đánh mình đã là tốt rồi. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên hỏi, tiền bối, có ở đây không? Gọi giúp đỡ sao? Mẹ nó, đến lúc này rồi, đương nhiên hắn phải nghĩ hết biện pháp gọi người giúp đỡ thôi, lúc này còn không gọi người thì không phải là đầu gỗ mà là ngu. Đáng tiếc, cô gái bí ẩn không đáp lại. Diệp Huyên gọi tiếp vài tiếng nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Hắn thấp giọng thở dài, rời khỏi tháp giới ngục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.